người đàn ông được mệnh danh là cao thủ đệ nhất thiên hạ khắp giang hồ không có ai có thể đỡ được một kiếm của ông ta nhưng khi nhìn thấy chàng trai lấy ra một khẩu súng trước khi chết vẫn muốn nói một câu ta mạo muội rồi lão già thời thế thay đổi rồi không thể nào đây là loại võ công gì đại môn sư đường đường là kiếm thánh sao có thể thua được chứ ngài mau đứng dậy đi kiếm thánh đại nhân anh chàng này cầm theo súng máy cùng với ba cô gái có thể quét sạch hàng nghìn tên thổ phỉ tự tạo riêng một đội quân cho mình từ khi anh ta đến cổ đại đừng nói là pháo súng hay hỏa tiễn, ngay đến thuyền chiến anh ta cũng có thể mang tới đây. Thực ra không lâu trước đó, Thế tử Trấn Bắc Vương bị sát thủ một đao cắt ngang cổ, lập tức cưỡi hạc đến Tây Thiên. Chàng trai ở hiện đại đang trộm mộ thì bị xuyên không đến thời đại chu. Vãi linh hồn, truyền thuyết đó là thật sao? Đi qua cánh cửa đó có thể xuyên qua không gian và thời gian. Chàng trai còn đang chưa biết đây là triều đại nào, thì có một cô gái bước tới quyến rũ anh. Chẳng nói một lời mà trực tiếp dẫn anh vào phòng. Thế tử điện hạ, mau đến đây hành hạ thiếp đi. Tôi thực sự là thế tử vương của triều đại Chu sao? Thế thì sợ gì nữa? Không ăn thì phí. Đây cô chính là tự nguyện. Sau này đừng có trách tôi. Cứu tôi với, trời ạ. À, chuyện gì vậy? Lâm Phong, anh là đồ vô liêm sỉ. Cô là ai? Tôi là ai? Anh còn giả vờ nữa à? Tôi là hôn thê của anh. Anh nói là đi thảo luận thơ ca với em họ của tôi sao lại lên giường với cô ấy anh còn là người nữa không sư tỷ là do thế tử ép buộc em em cũng không ngờ được phò mã lại là loại người như vậy phò mã từ bây giờ ta không còn là phò mã nữa ta muốn hủy hôn người đâu hãy đưa hắn đến phủ vương triều đại chu ta cần một lời giải thích trời ạ à, bị hôn thế bắt quả tăng đùa quá trấn rồi ôi ôi đừng làm bậy đừng làm bậy không phải không phải hiểu lầm hiểu lầm đừng đẩy đừng đẩy công chúa điên hạ cô có chuyện gì thế vương gia thế tử lâm phong đã có hôn ước với ta nhưng lại làm chuyện xấu xa với em họ của ta vương gia cho tôi một lời giả thích vương gia xin ngài đòi lại công bằng cho tôi thế tử điện hạ nói là đến phòng mượn quyển thi kinh không ngờ anh ta lại đè tôi ra giường tôi thực sự không biết gì hết khốn kiếp nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì tại sao họ lại cho rằng mình là thế tử điện hạ Hóa ra là vậy. Nếu đúng như vậy, thế tử điện hạ thực sự đã chết rồi, tôi trở thành người thay thế. Nếu đúng là như vậy. Theo dự đoán của mình, đây chắc chắn là một âm mưu, nhưng như cũng được, tôi sẽ cho các người thấy sai lầm. Thưa cha, người nghĩ xem, thật không hợp lý mà, công chúa trưởng lạc giữa đêm không ngủ, lại chạy đến phòng em họ mình kiểm tra. Rõ ràng là vu oan giá họa mà. Sao con lại tỉnh táo như vậy? Nếu như trước đây, người chỉ cần làm việc không đúng, là đã sợ hãi run rẩy, sao bây giờ lại bình tĩnh thế? dường như có điều gì không đúng lâm phong người còn muốn ngụy biện ta đã chứng kiến mọi chuyện chẳng lẽ em họ ta lại dùng chính sự trong trắng của mình để vu oan cho người sao chị ơi thôi bỏ đi tất cả là lỗi của em tất cả là lỗi của lâm phong hôm nay chị sẽ giúp em lấy lại công bằng vương gia xin hãy hủy bỏ hôn ước giữa ta và thế tử công chúa dù con trai ta hơi nhu nhược nhưng cũng không nên vô lý như thế chứ về việc hôn ước đó là quyết định của bệ hạ người có thể tìm bệ hạ vương gia người còn muốn bảo vệ cho thế tử sao công chúa đây là phủ vương triều đại chu cô nói chuyện nên có chừng mực một chút có bao che hay không sự thật vẫn cần được điều tra không ngờ ông bó rẻ tiền này lại là người bảo vệ con cái như vậy công chúa điện hạ tôi nghĩ là đúng vậy việc này cô nên từ từ điều tra cho rõ ràng thế tử điện hạ dù không có chuyện này ta cũng muốn hủy bỏ hôn ước người không xứng với ta tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi là cô không xứng với tôi nực cười ta là công chúa chính thống giỏi cầm kỳ thi họa còn người rốt nát không biết gì mê muội đổi bại lấy gì mà xứng với ta là con trai của ta chỉ một điểm này đã đủ vương gia dù sao ta cũng là công chúa không muốn phá tương lai bị người ta chê cười là nốc nghếch làm mất mặt hoàng gia mong ngài hiểu cho chuyện đó thực ra thì con trai của phụ vương thực sự không phải là đồ ngốc chỉ là những năm qua con luôn sợ bị hãm hại nên che giấu tài năng chỉ biết khoe khoang thì có ích gì ngay cả những bài thi kinh đơn giản còn phải em họ tôi dạy thật không biết xấu hổ sư tỷ thực ra em cũng không dạy thế tử điện hạ nhiều lắm chỉ là vài câu thơ mà thôi cô đã nhận bao nhiêu tiền để diễn xuất cho cô ta vậy đúng là sự thật nên mới tức giận thế chứ gì tôi thực sự xem thường anh học hành bao lâu chỉ biết hai bài thơ hai bài hai trăm bài tôi còn không tính vậy được đêm nay trăng rất tròn thế thì lấy chủ đề này làm một bài thơ thời gian một nhang đủ chưa Ba bước là xong. Nhìn kỹ đây. Một, hai, ba. Con người có niềm vui, nỗi buồn, chia ly và hợp nhất. Mặt trăng có lúc u ám, sáng tỏ, tròn và khuyết. Chuyện này từ xưa khó có thể hoàn hảo. Chỉ mong sao con người mãi mãi. Ngàn dặm cùng chung ánh trăng. Bài thơ hay. Thiếu gia. Không ngờ giỏ văn thơ như vậy. Khả khả rất ngưỡng mộ thiếu gia không biết anh đã ăn cắp bài thơ của nhà thơ nào cứ tưởng là có tài thật vậy cô nói xem tôi đã bắt trước nhà thơ nào anh đừng tưởng biết đọc vài câu thơ là tôi sẽ đề cao anh hơn muốn làm phu quân của tôi phải là người có công lớn với nước là một người không ai sánh kịp này vậy tôi cho cô một ý kiến cô hãy gả cho cha tôi đi anh anh thật không biết xấu hổ chỉ biết vào thành tích của cha mình anh không cảm thấy xấu hổ sao tôi vốn dĩ đã giỏi văn võ muốn gây dựng công danh chẳng phải chuyện gì khó khăn cả nói xuông thì có ích lợi gì nếu anh thực sự có tài hãy tham gia cuộc săn mùa xuân sau ba ngày đặt một trong ba vị trí đầu công chúa chỉ bắn vài con thỏ béo trong mắt cô đã là có tài thật sự chỉ cần nói anh có dám hay không tôi dám chứ sao không nhưng nếu tôi thắng thì sao nếu như anh giành được vị trí thứ ba tôi sẽ xem xét lại hôn ước với anh nếu không anh đạt được thì lập tức hủy hôn công chúa à anh sợ rồi phải không đừng nói là vị trí thứ ba vị thứ mười anh cũng không đạt được đừng quên về võ đạo anh còn không sánh kịp tôi thế tử điện hạ tự tin như vậy chắc chắn có thể cạnh tranh vị trí đầu đúng không sai tôi đến đây để giành vị trí số một số một không ai khác ngoài tôi vậy tôi sẽ chờ xem nếu anh thực sự giành được vị trí đầu tôi sẽ lập tức kết hôn với anh nếu anh không đạt được thì lập tức và tôi hủy hôn thiếu gia đừng hấp tấp lần này con trai của lý công cũng tham gia anh ta rất giỏi được xem là độc nhất vô nhị năm ngoái chính là anh ta đã đánh bại tất cả để giành được quán quân không ai có thể thắng được anh ta khả khả cô phải tin tưởng thiếu gia của mình chứ công chúa trường lạc tôi nghĩ cô đã nhầm lẫn nếu tôi thắng trong cuộc thi điều kiện này phải do tôi đưa ra điều kiện của tôi là hủy hôn với cô và cô không được làm phiền tôi nữa anh nói gì thế cô không nghe nhầm đâu điều kiện của tôi là hủy hôn ước với cô và cô không được phản đối anh có tư cách gì để hủy hôn với tôi Cô không phải luôn muốn hủy hôn sao? Đây không phải là điều cô muốn sao? Tôi có thể hủy hôn với anh, nhưng anh không có quyền hủy hôn với tôi. Tôi không muốn nói nhiều với cô, tôi chỉ hỏi cô có dám cá cược không? Nếu tôi thắng, tôi sẽ hủy hôn với cô. Còn nếu tôi thua, tôi không chỉ đồng ý hủy hôn, tôi còn sẽ cắt thành thái giám. Cái gì? Anh muốn trở thành thái giám? Được, cược thì cược. Xin vương gia làm chứng, không được phép nuốt lời. Lâm Phong, con đừng nóng vội, con là con trai duy nhất của Lâm gia hổ phụ không sinh cầu tủ cha phải thưởng con sau này ai dám bắt nạt vương phủ của vương triều đại chu con sẽ khiến họ hối hận không kịp không được không được chuyện này không thể đồng ý được vương ra cuộc cá cực đã được đặt ra không được phép nuốt lời sao phải nuốt lời chỉ là mấy kẻ tầm thường tôi sẽ dễ dàng đánh bại họ được tôi đang chờ ngày đó đến lúc đó tôi có thể tự tay làm cho anh vậy tôi có nên cảm ơn cô không hừ chúng ta đi thôi sư tỷ chuyện hôm nay đều là lỗi của muội làm sao lại là lỗi của muội anh ta quả thực đúng như lời đồn toàn nói suông lừa gạt mọi người may mà chưa gả cho hắn nếu không chắc chắn sẽ phải hối tiếc cả đời đáng tiếc là vương triều đại chu quá uy quyền ta không thể ép buộc ông ấy sư tỷ chẳng lẽ cả bệ hạ cũng không thể kiểm soát vương triều đại chu không cần làm phiền bệ hạ chẳng lẽ muội nghĩ anh ta thực sự có thể thắng cuộc săn bắn làm sao có thể anh ta, làm sao có thể thắng được con trai Lý Công? Vậy nên việc hủy hôn là điều chắc chắn, Vương triều Đại Chu không thể nuốt lời, và tôi còn muốn tận mắt chứng kiến điều đó. Để báo thù cho muội. Cảm ơn sư tỷ. Như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ của Lý Công tử, có sự che chở của Lý Thượng thư, cha của anh ta, vị trí của cha tôi, Thượng thư bộ hộ sẽ càng thêm vững chắc. Lâm Phong, con quá hấp tấp rồi. Phụ vương, con sẽ không làm cha mất mặt. Việc mất mặt cha không quan tâm, điều ta quan tâm là về tương lai và vận mệnh, nếu con trở thành phò mã, không có sự bảo vệ của cha, con cũng có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, như vậy cha mới yên lòng. Sao cha lại nói như vậy? Cha chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, cha chỉ nói đùa thôi. Tôi nhớ ra rồi, theo ghi chép lịch sử, Vương Triều Đại Chu đang ở thời kỳ đỉnh cao, ông chỉ vì bệnh uốn ván mà qua đời. Không trách được Vương ra, sớm quan tâm đến chuyện hôn nhân của tôi. Khả khả. Nhanh chóng đưa thiếu gia về nghỉ ngơi. Vâng, Vương ra, khả khả cô làm gì thế phục vụ thiếu gia tắm rửa và thay đồ thôi mà có vẻ không ổn lắm có gì không ổn chứ khả khả sớm muộn cũng là người của thiếu gia khả khả nhà chúng ta ngoan lắm tốt hơn nhiều so với công chúa kia công chúa kia nghĩa là gì à nghĩa là đầu óc không ổn đó thiếu gia cũng quá tệ dám trêu chọc cả công chúa nhưng mà công chúa đó thực sự cũng quá đáng chờ xem kịch hay đi cuộc săn bắn ba ngày sau ta sẽ làm cô ta hối hận cánh cửa đá có thể xuyên không đó chắc chắn ở gần đây chỉ cần tìm thấy nó tôi sẽ trở về thời hiện đại có trang bị hiện đại cuộc săn bắn chẳng qua chỉ như trò chơi ừ khả khả tin thiếu gia vậy chúng ta đi tắm và thay đồ thôi ấy chờ đã chưa vội khả khả ta hỏi cô cái này ở vương phủ lâu như vậy đã bao giờ cô nhìn thấy một cánh cửa đá lạ không cánh cửa đá phía sau núi của vương phủ có một cái dẫn tôi đi thiếu gia đã đến nơi rồi đây chính là cánh cửa đá ấy hả khả khả ta yêu quý cô lắm. Thiếu gia, ở đây không tốt lắm đâu. Rất nhiều muỗi. Hay chúng ta trở về phòng đi. Đồ ngốc này. Cô nghĩ gì vậy, tôi đến đây để luyện võ, chuẩn bị cho cuộc săn bắn mùa xuân, cô không có việc gì thì về đi. Thiếu gia cuối cùng cũng chịu nỗ lực, tôi tin thiếu gia chắc chắn làm được. Ba ngày sau, xem thiếu gia của cô tỏa sáng thế nào. Đi đi, vâng, Nói thật, cánh cửa đá này thực sự kỳ diệu, xuyên qua đi xuyên qua lại. Không được, thời gian không còn nhiều. Phải tranh thủ kiếm tiền thôi. Chú bà đâu? Chú ba. Chú ba. Từ khi nào lại có sở thích này? Tiểu Phong. Có bán không? Tôi nói này. Dù sao, đây cũng lần đầu tiên của tôi. Nói gì thế, Tôi nói cái này này này, bộ trang phục này bán không? Ồ, nhìn xem, công phu làm cũng tinh xảo lắm. Bán cho tôi đi, nếu tôi bán thì tôi mặc gì? Đừng nhìn vào bộ trang phục của tôi, hôm nay tôi mang đến cho chú cái rất hay. Nhìn này. Ngọc lục bảo. Tinh khiết. Giá trị bao nhiêu tiền? 500, chú ba, chúng ta không phải xa lạ, chú xem kỹ lại đi, đây là bảo vật thực sự. 5 triệu. Tiểu Phong, giá trên thị trường. Tôi đưa ra giá là cao nhất. Vẫn là chú, đồng ý. Đây chỉ là món đồ trang sức, nếu tôi mang toàn bộ cổ vật của vương phủ ra bán thì sao, nếu như vậy. Không phải sẽ trở thành tỷ phú sao? Tôi chuyển tiền rồi đó, kiểm tra xem, đợi một chút. Được rồi chú ba, tôi đã nhận được. Tôi có việc, hôm khác tôi mời chú ăn cơm. Thưa ngài, nước của ngài đây. Chiếc BMW nhanh nhất của các bạn là chiếc nào, tôi muốn mua một chiếc. Thưa ngài, tôi nghĩ chiếc BMW convertible này rất phù hợp với phong cách của ngài, nhưng mà nó hơi đắt. Tôi lấy nó. Không mang theo tiền, quẹt thẻ. Được, được thưa ngài. Xem các ngươi cưỡi ngựa nhanh như vậy, có thể nhanh hơn chiếc BMW của tôi không? Còn tên bắn cung. Thời đại này, ai còn dùng cung? Lần này mua được không ít trang thiết bị. Cuộc săn mùa xuân. Lần này tôi sẽ cho các người biết tài năng thực sự của thiếu gia ta. Lâm báo, trước đây anh nói đã giết Lâm Phong và đã xử lý sạch sẽ. Thiếu gia yên tâm, chắc chắn không để lại dấu vết nào. Vậy tại sao hôm nay tôi lại nghe nói tên nhóc đáng chết Lâm Phong vẫn nhảy nhót ở vương phủ Triều Bắc? Cái gì? Làm sao có thể? Nhiều người đã chứng kiến. Chẳng lẽ họ đều mù? Hay là ngươi cố ý lừa ta? Chuyện này, không thể nào. Tôi rõ ràng đã giết chết anh ta và đã xóa sạch dấu vết, làm sao anh ta có thể sống lại được? Có phải ngươi đã giết nhầm người không? Đêm hôm đó trời tối mịt, có thể lắm. Tôi biết lỗi rồi, xin cậu thứ lỗi cho tôi. Cho tôi một cơ hội để chuộc tội, không phải dễ dàng có được đâu." Vương phủ triều Bắc canh gác nghiêm ngặt. Ngươi muốn tự tìm chết à? Tôi có chút thắc mắc. Lâm Phong chỉ là một thằng nhóc Tại sao lại nhất định phải giết hắn, giết ba người mới là an toàn nhất. Hơn nữa, Lâm Phong và cậu ta sẽ là đòn chí mạng đối với vương triều Đại Chu, làm cho họ từ đó không thể chống cự được. Như vậy, cha ta sẽ hoàn toàn kiểm soát toàn bộ triều đình. Tôi nhất định sẽ cố hết sức để tìm cách giết chết hắn. Chưa cần vội, cuộc săn bắn mùa xuân sắp diễn ra và tên ngốc đó cũng sẽ tham gia. Nghe nói cậu ta và công chúa Trường Lạc đã đặt cược. Khi đó tôi sẽ làm cho hắn thua nhục nhã. Một khi công chúa Trường Lạc tức giận, chắc chắn sẽ công khai hủy hôn với hắn ta và biến hắn ta thành thái giám. Một thái giám? Làm sao có thể là thế tử được nữa? Thiếu gia Anh Minh, tên ngốc đó dám tham gia cuộc săn bắn mùa xuân, chỉ là tự làm nhục mình. Bệ hạ, hôm nay cuộc săn mùa xuân, rất nhiều anh hùng, tài năng hội tụ. Điều này cho thấy, dưới sự cai trị của bệ hạ, chúng ta rất phát triển và hùng mạnh. Bạch Phượng cuộc thi săn bắn lần này có những võ đạo nào tham gia thưa bệ hạ có con trai của thượng thư và con trai của giám binh đại nội những thiên tài này tương lai sẽ trở thành tướng lĩnh trong đại quân nếu có thể xuất hiện một vương gia trấn bắc khác và phục vụ cho ta ta mới có thể thực sự yên tâm vương gia là một thiên tài quân sự hiếm có hàng trăm năm nay muốn đạt được thành tựu như ông ấy quả thật quá khó thật đáng tiếc con trai của vương gia trấn bắc lại là một kẻ ngốc nếu cậu ta có thể đạt được một nửa tài năng của vương gia đại chu cũng là may mắn Đại hạ, lần này cuộc thi săn bắn mùa xuân, con trai của vương gia cũng tham gia? Cái gì? Tên ngốc đó, năm ngoái đã làm xấu hổ ở cuộc săn bắn mùa xuân, sao hắn vẫn dám lộ diện? Nghe nói cậu ta còn cá cược với công chúa Trường Lạc, nếu không thể đạt được vị trí đầu thì sẽ đồng ý hủy hôn với công chúa Trường Lạc và sẽ công khai tự làm sạch bản thân, trở thành thái giám. Quá ngạo mạn. Dù là nể mặt của vua vương gia, ta cũng không thể giúp được anh ta. Công chúa Trường Lạc sở hữu vẻ đẹp nhiều người mơ ước, tài sắc vẹn toàn. Thật sự là quá chịu thiệt khi phải gả cho con trai vương gia việc hủy hôn cũng là điều tốt to gan kẻ nào dám ngang ngược như vậy làm sao lại dám vượt qua xe của ta bệ hạ trên xe có vẻ như có một người đàn ông hãy cử bốn vị chủ nhân của vệ đội hộ long để ngăn chặn người đó nếu họ dám kháng cự hãy giết không tha vâng bệ hạ Kẻ nào dám ngang ngược, sao ngươi dám xúc phạm bệ hạ, hãy đầu hàng ngay lập tức. Con trai của vua Trần Bắc, lạ bị các người coi là người xấu, các người hãy đi và hỏi hàng trăm nghìn binh sĩ Trần Bắc ngoài kia, xem họ có đồng ý không. Hóa ra là thế tử điện hạ, là hiểu lầm, hiểu lầm, biết rồi thì mau biến đi. Nhưng về phía bệ hạ, ta sẽ giải thích, làm ta chậm trễ việc tham gia săn bắn mùa xuân, các ngươi không gánh được hậu quả đâu. Biến đi. tướng quân cái này là thứ gì vậy sao nó chạy nhanh thế ta cũng chưa từng thấy nhưng thế tử trấn bắc cũng quả là to gan dám vô lễ với bệ hạ vừa rồi là thứ gì vậy người đâu thần cũng không biết nó là cái gì nhưng người ngồi trên đó là thế tử vương quốc trấn bắc si bệ hạ tha tội thần bất tài không dám ngăn cản đồ ngốc đó sao lại có thể sở hữu thứ thần kỳ như vậy ngay cả xe của thiên tử cũng không theo kịp mau đưa ta đến cuộc thi săn bắn hắn chạy nhanh như vậy chả phải ta sắp mất đi một tên thái giám đẹp trai sao tham tính công chúa điện hạ miễn lễ lý công tử anh tuấn mạnh mẽ chắc hẳn thực lực đã tiến bộ không ít sức mạnh của lý huynh đáng được kính nể đến cả tôi cũng phải ngưỡng mộ cuộc săn mùa xuân lần này có lẽ lại là lý huynh giành được quán quân cuộc săn lần này có nhiều cao thủ từ nhiều nước tham gia sợ rằng không dễ đối phó với ngựa tốt của họ đâu lý công tử có ngựa ô long sao còn sợ mấy con ngựa hoang đó có ta ở đây tất nhiên không để những kẻ bên ngoài chiếm lấy hào quang vương gia tại sao còn chưa thấy thế tử xuất hiện con trai ta đang trên đường đến đồ ngốc đó không đến cũng được không đến cũng được đỡ mất mặt nước đại chu ta thiếu gia chắc chắn sẽ đến dù có đến thì đã sao chỉ là một thua cuộc đáng thương mà thôi nếu con trai ta đã nói là thắng thì nhất định sẽ không thua vương gia ngài đừng tự lừa mình lừa người nữa cuộc săn mùa xuân các năm trước thế tử của chúng ta thể hiện ra sao mọi người ở đây đều biết rõ còn nhớ năm ngoái thể tử của chúng ta còn ngã sấp mặt dưới chân ngựa của ta con trai ta đã khác xưa rồi các người cứ chờ đó xem tôi rất mong chờ điều đó thế tử của chúng ta. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Theo tôi thấy, đây là đang sợ hãi, chắc chắn không dám đến. Phụ Vương. Lâm Phong, không ngờ anh cũng dám đến. Tôi có gì phải sợ, đến rồi thì sao? chỉ là đến làm cho cười thôi. Miệng lưỡi của cậu hãy giữ sạch sẽ đi, con trai của ta, không phải ai cũng có thể sỉ nhục. Có ta ở đây, cậu cứ tự do làm điều mình muốn. Vua Trấn Bắc, con trai ngài thực sự sẽ tham gia săn mùa xuân sao? Tại sao không thể, ta chỉ lo lắng rằng anh ta lại bị thương một lần nữa. Làm phiền lòng vương gia, khi đó, vương gia đừng nổi giận quá mức nhé. Phụ vương đừng lo. Người bị thương lần này nhất khoát không phải là con. Lâm Phong, chẳng lẽ anh đã tìm được? một con ngựa cực kỳ hiền lành đến nỗi không thể chạy được chỉ sợ anh không theo kịp thôi vậy tôi muốn xem thử đó là loại ngựa tốt như thế nào đây đây là ngựa của tôi cái gì mà tệ thế cục sắt này chạy còn không nổi hãy để xem có lẽ nó còn không đuổi kịp một con lợn ừ đúng không con lợn nào đuổi kịp nó lâm phong anh nói nhiều như thế có ý nghĩa gì anh đợi làm thái giám đi khi cuộc thi bắt đầu cái ấy ấy của anh chắc chắn không giữ được tôi xem xét cô là phụ nữ tôi khuyên cô không nên tham gia không lát nữa lại bảo tôi bắt nạt phụ nữ không tốt đâu anh thật không muốn sống hả lâm phong anh xúc phạm công chúa anh xong đời rồi bệ hạ giá đáo tham kiến bệ hạ miễn lễ đây là nữ hoàng của đại chu đúng như ghi chép trong sử sách đẹp muốn dụng chứng nhưng tiếc là vận mệnh mỏng manh bệ hạ vừa rồi lâm phong xúc phạm công chúa coi như bất kính giờ đây lại nhìn thẳng vào người tội càng bất kính xin bệ hạ xử phạt để làm gương bệ hạ thông minh và anh dũng trong lòng tôi chỉ có sự ngưỡng mộ sau khi nói ra từ miệng của anh lại trở nên tệ hại như vậy tôi hiểu rồi anh ta có tâm ma lời nói trơn tru đúng như cái tên của anh lâm phong ngươi thực sự muốn tham gia thì sao vâng bệ hạ lâm phong tham gia bằng con quái vật đó thực sự là sự bất kính với cuộc thi nếu chuyện này lan ra e rằng sẽ trở thành trò cười. Bệ hạ, thần xin bệ hạ hãy hủy bỏ quyền tham gia của Lâm Phong và đuổi anh ta khỏi đây, chờ đã. Quả nhiên, ngay cả bệ hạ cũng thấy thứ đó không đáng nhìn. Người đâu? Nhanh chóng phá hủy quái vật đó và đưa nó ra khỏi đây, im. Bệ hạ anh minh, việc Lâm Phong đưa thứ không xứng đáng vào đây là lỗi của thần. Lâm Phong, thứ kỳ quái này thực sự là của ngươi. Vâng, cho ta hỏi nó là thứ gì, thứ này tên là bảo mã, nhanh như gió, đứng đầu thiên hạ, có thể đi hàng vạn dặm mỗi ngày và không bao giờ biết mệt mỏi, Lâm Phong, dám nói sàm trước mặt bệ hạ. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Phạm tội lừa dối vua, dù là vua Trấn Bắc cũng không thể bảo vệ ngươi, Phong Nhi, hãy cẩn thận lời nói, Lâm Phong, anh nói nếu anh thua cuộc săn xuân thì sẽ phải làm thái giám. Vâng, đúng là tôi nói. Được. Bệ hạ chứng giám, Lâm Phong phải tham gia cuộc thi. Các người thật sự muốn Lâm Phong tham gia à? Đúng, không thể chờ đợi hơn, nghe nói các người đã đặt cược. Hãy nói rõ hơn. Bệ hạ, nếu Lâm Phong thắng, anh ta có thể hủy hôn vói thần thiếp. Nếu Lâm Phong thua, con trai vương quốc Trấn Bắc sẽ phải làm thái giám riêng cho người, to gan. Cuộc cá cược thú vị như thế này, ta không thể bỏ qua được. Bệ hạ muốn cực như thế nào, Lâm Phong, nếu ngươi thua, ta không cần ngươi vào cung làm thái giám, ngươi chỉ cần tặng thứ này cho ta thôi. Bệ hạ có bằng lái không? Bằng lái là thứ gì? Không, không nói chuyện này nữa, thế còn nếu thần thắng, ta sẽ gả một công chúa xinh đẹp như hoa cho ngươi. Có vẻ thần phải tham gia rồi. Ngươi dùng gì để thắng? Lý Dạ. Ngươi đặt cược chuyện gì? Bệ hạ, thần cũng phải tham gia cược sao? Ta thấy ngươi nắm chắc phần thắng. Sao thế? Ngươi không dám, có gì không dám? Thần đặt cược 10 vạn lượng bạc trắng. Nhất Thiên Cửu Đình. 10 vạn lượng bạc trắng à? ở thời hiện đại phải đổi bao nhiêu tiền nhỉ? Nữ hoàng này có thể làm được. Đợi tôi thắng cuộc, sẽ tặng bà ấy món quà lớn. Vì tất cả đã đồng ý, thì hãy để ta làm chứng. Hoàng tử thổ nhĩ kỳ giá đáo. Thác bạc vân bái kiến nữ hoàng đại chu. Thác bạc vương tử, con ngựa này rất tốt, có vẻ đã chuẩn bị kỹ. Đây là con ngựa số một của hoàng gia chúng tôi, được mệnh danh là chi tử mã, nhanh như gió, có thể đi ngàn dặm mỗi ngày, đêm đi tám trăm quả là ngựa của nước thổ nhĩ kỳ một con ngựa nhanh nhất thế giới chết tiệt anh ta còn mang theo chi tử mã không phải sợ con trai vương quốc trấn bắc của chúng ta cũng có một con bảo mã chạy nhanh nhất đi được vạn dặm mỗi ngày đúng 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 trước bảo mã của chúng ta chi tử mã là cái gì chẳng là cá anh chính là con trai của vua trấn bắc nghe nói anh chỉ là một kẻ yếu đuối lấy gì để đấu với ta hãy đưa con ngựa bảo mã của anh ra ngoài đi tháp bạc vương tử cục sắt này là bảo mã của long chỉ là một đống sắt nặng nề như vậy có chạy được không thế tử của chúng ta đã tuyên bố phải giành được vị trí đầu tiên trong cuộc săn xuân chỉ là một tên ngốc sao có thể mơ về vị trí đầu trong cuộc săn xuân tôi nghĩ anh sẽ đứng cuối cùng khi tôi giành được vị trí đầu anh sẽ biết mình thua kém hơn cả một tên ngốc thật không biết lượng sức vì anh tự tin như vậy anh có dám đặt cược với ta không được thôi có vẻ tôi sẽ kiếm được một khoản lớn lâm phong nếu không có năng lực anh có thể thấp giọng hơn không anh còn muốn làm xấu mặt đại chu à sao thế cô nghĩ lý dạ có năng lực à tại sao anh ta không dám đặt cược thác bạc vương tử lần này mang theo chi tử mã anh có biết chi tử mã mạnh mẽ thế nào không không ai dám chắc thắng anh ta tôi nói tôi sẽ thắng anh ta không cách nào khả năng của tôi không cho phép tôi khiêm tốn anh thật là không cứu vãn được mà thế tử anh còn kiêu ngạo hơn cả ta tôi nghe nói công chúa trường lạc là hôn thê của anh cứ như vậy đi mà anh thua thì hãy gả công chúa trường lạc cho ta được, không vấn đề gì, miễn là cô ấy đồng ý, tôi không phải hôn thê của anh. Chúng ta sắp hủy hôn rồi. Anh không có quyền dùng hôn sự của tôi để đặt cược. Vậy thì, ta đặt cược 100 con ngựa tốt, đặt cược với anh. Còn anh? Anh cược thứ gì? Vương tử thác bạc chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì, chúng ta cược lớn hơn chút nữa, phải nhường 800 dặm đất và 6 thành trì, dám không? Dám không? Phong Nhi, đừng ăn nói hồ đồ, 6 thành trì không phải là chuyện nhỏ. Tôi có thể đưa ra 6 thành trì. Anh có thể không? nữ hoàng của các người cũng sẽ không đồng ý trẫm đồng ý bệ hạ đừng hấp tấp sao bệ hạ có thể tin lời lẽ của anh ta lâm phong nếu anh thua sẽ mất sáu quận đưa ra mạng sống của anh cũng không hết tội bệ hạ lâm nhi chỉ là nóng vội tức thời xin bệ hạ hãy thu hồi mệnh lệnh trẫm tin lâm phong sẽ thắng được tốt lắm hy vọng nữ hoàng giữ lời và không hứa xuông trẫm tất nhiên giữ lời đã gần giờ rồi bạch phượng hãy nói về quy tắc cuộc săn xuân vâng bệ hạ các thí sinh cuộc săn xuân này chia làm hai vòng vòng đầu tiên là thi tốc độ ai đến đỉnh núi đối diện trước sẽ thắng xếp hạng dựa vào thứ tự đến đích bây giờ mọi người vào vị trí lâm phong anh chắc chắn thua thế tử lâm phong ngay cả hôn thê của anh cũng không tin anh tôi khuyên anh hãy quỳ xuống đầu hàng đi vương tử ta chỉ cần ba thành chỉ thôi muốn chơi trò đầu hàng một nửa không thể nào tôi cho anh chạy trước cũng được nhưng sáu thành trí không thể thiếu một cọng cỏ anh không nghĩ về hậu quả trước khi hành động à anh chịu nổi tội không lâm phong công chúa điện hạ sao phải tranh cãi với một kẻ ngốc làm gì dù sao chờ anh thua mất sáu thành trí anh ta cũng phải chết cuộc thi bầu hãy chờ xem anh ta thật sự dám để chúng ta chạy trước chắc là anh ta đã từ bỏ có thể anh ta đã lẻn đi ngay lập tức không đủ mặt mũi để ở lại đây, tôi đã nói. Cái đống sắt gì đó, làm sao có thể chạy được, thật là buồn cười. Đi thôi. Quả là chi tử mã nổi tiếng thiên hạ. Vòng đầu tiên này, có lẽ sẽ thuộc về Thác Bạc Vân. Đi thôi, không hiểu tại sao anh ta lại tự tin thách thức chi tử mã, thật đáng thương cho nữ hoàng. Bị lừa mất sáu thành trì oan uổng, thật là một tổn thất lớn. Anh ta là tội đồ của đại chu. Anh ta không thể thoát tội. Chúng ta có thể bị liên lụy với anh ta, mau đuổi theo họ thiếu gia chạy mau có phải bảo mã gặp vấn đề không đừng lo lắng khả khả cứ để họ chạy trước đây chính là con trai ngoan mà ngài dạy dỗ sao đã khiến đại chu mất đi sáu thành trí cuộc thi chưa kết thúc kết quả vẫn chưa chắc chắn chuyện này không rõ ràng rồi sao dù cùng xuất phát anh ta cũng khó có thể đuổi kịp thác bạc vương tử chưa kể từ đầu đã bị tụt lại phía sau rồi bệ hạ tin từ phía trước báo về hiện tại thác bạc vương tử đã dẫn đầu tất cả con trai Lý Thượng Thư đang cố gắng theo kịp. Còn những người khác đều bị bỏ xa, có lẽ chỉ có con trai ta mới có thể quyết đấu với Thác Bạc Vương Tử. Chi tử mã của Hoàng tử chúng ta là ngựa nhanh nhất hiện tại, không ai sánh kịp. Nữ đế điện hạ, hãy chuẩn bị sẵn sáu thành trí, dâng cho Hoàng tử chúng ta. Lâm Phong, ngươi đã gây ra rắc rối lớn rồi, hãy quỳ xuống xin tha tội. Lâm Phong, không được coi thường đối thủ, chỉ cần ngươi làm hết sức, chấm sẽ không trách tội ngươi. Nếu không, với khoảng cách xa như vậy, con ngựa của ngươi cũng không đuổi kịp, được thôi. Vì bệ hạ đã nói vậy, thần sẽ làm theo lời bệ hạ. Mở to mắt các người ra, nhìn kỹ cho rõ. Làm sao có thể, cái thứ sắt này không phải là đồ chơi sao? Chấm quả nhiên không nhìn lầm, lần này Lâm Phong sẽ tự tin vượt lên. Đi thôi đặt giải nhất quá dễ dàng thật là nhàm chán thế tư ngu dốt tự tay dâng sáu thành trì cho thác bạc vương tử ta thác bạc vương tử đừng tự đắc đi thôi đại chu thật yếu đuối toàn là kẻ vô dụng còn muốn vượt qua ta sao nực cười lâm phong cố chấp đặt cược đại chu lần này mất mát quá lớn con ngựa sắt này ở đâu ra sao nhanh quá vậy có thể là cái đống sắt của lâm phong không thể nào anh ta đã vượt qua thác bạc vương tử tại sao lại quay lại cái bảo mã này sao thế chắc chắn là lâm phong đồ ngốc đó chắc chắn không thể điều khiển được con quái vật này chắc giống như năm máy ngã sấp mặt Đồ ngốc. Biểu diễn tốt lắm, mời các ngươi thưởng thức chút đất. Không chơi với các ngươi nữa, tạm biệt. Làm sao có thể, đuổi theo, nhanh lên, đi. Đó không phải bảo mã của thiếu gia sao, trong nháy mắt, đã vượt qua thác bạch vương tử, xem ra, thiếu gia sẽ giành giải nhất, phải mau chóng về báo cáo, cho bệ hạ. vòng thi đầu tiên này không chỉ là về tốc độ mà còn về sức bền đúng vậy về sức bền không ai sánh được với chi tử mã của hoàn tư chúng ta trẫm đã quên mất chuyện này bạch phượng nói xem bảo mã của lâm phong có sức bền không chuyện này thần không rõ do thám phía trước chưa tin vui báo về chứng tỏ lâm phong không phải đối thủ của tháp bạc cái đống sắt đó nhìn đã biết yếu đuối chắc chắn con trai tôi sẽ thắng. Đừng mơ, chắc chắn là hoàng tử sẽ giành giải nhất về đích đầu tiên. Sao lại là con trai của Vương gia Lâm Phong? Hoàng tử đâu rồi, cậu ta chắc chắn là đã gian lận. Chắc chắn anh ta Giữa đường đã quay lại mới có thể nhanh, như thế được, nhưng không biết rằng cả quãng đường đã có người giám sát, đúng là đồ ngốc đáng thương. Thua cũng thua rồi, còn làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Thật là làm mất đại chu mà. Rõ ràng là thiếu gia nhà tôi đã thắng, làm sao ngươi dám vu khống như vậy? Anh ta mới vừa khởi hành không bao lâu. Lẽ nào, các người nghĩ rằng anh ta có thể nhanh thế sao? và anh ta còn trở lại đầu tiên. Có phải quá vô lý không, thật là khó hiểu. Bệ hạ, Lâm Phong rõ ràng là gian lận, nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Phong, ngươi không gian lận chứ? Có đúng đã giành được giải nhất, thần thực sự đã về nhất. Nhìn xem với tốc độ của họ, còn châm hơn cả rùa, cần gì phải gian lận chứ, Lâm Phong. Anh còn dám nói dối trước mà bệ hạ. Chi tử mã. Với sức bên và tốc độ là số một thiên hạ, còn không thể, nhanh như vậy được, thì đống sa vụn của nhà ngươi sao có thể, ngươi. Còn dám nói. Anh còn mạnh miệng như vậy, chẳng nhẽ, anh coi mọi người ở đây là trẻ con sao? Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo. Có chuyện gì khiến người vội vã thế? Khởi bẩm bệ hạ, liên quan đến kết quả cuộc thi. Lâm Phong, ngươi đúng chưa thấy qua tai chưa đổ lệ. Giờ tin tình báo đã tới, ngươi còn không nhận tội, thiếu ra. Anh nghĩ rằng, đi nửa đường quay lại, là có thể qua mặt được anh thật quá ngây thơ rồi thiếu gia sao anh lại trở về nhanh hơn tôi hãy nhanh chóng nói sự thật cho mọi người biết lâm phong có phải là còn chưa đến được nửa đường đúng không mau nói nhanh đi vâng thưa bệ hạ vừa rồi lâm phong đã đi qua nửa quãng đường và đã để thác bạt vương tử tụt lại phía sau rất xa và giành giải nhất chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa vì vậy thần mới vội vàng trở về báo tin vui thật sao thần không dám nói dối nửa lời bảo mã của thế gia không chỉ nhanh như chớp mà còn linh hoạt vô cùng đã khiến thác bạt vương ngã khỏi ngựa thật là uy phong anh nói bậy vương tử của chúng ta thông minh và tài giỏi kỹ thuật cao siêu sao anh dám nói như thế được ta nghĩ chắc chắn ngươi đã bị anh ta mua chuộc ngươi vu khống bệ hạ lão gia cho rằng sự việc này khó hiểu rất nhiều uẩn khúc cần được xác minh kỹ lưỡng lý lão gia ông không muốn tôi thắng à hay ông muốn giao sáu thành trì này cho người khác tôi thấy ông có ý đồ gì đó ta chỉ nói về sự thật nếu ngươi thắng một cách minh bạch tao lại sợ chúng ta điều tra rõ ràng ngươi đang lo lắng vương tử của chúng ta đã trở về mọi chuyện sẽ sáng tỏ vương tử điên hạ cậu ta nói dối là mình giành được chức vô địch hãy nhanh chóng nói rõ sự thật cho mọi người anh ta nói dối anh ta đã gian lận lâm phong thác bạt vương tử cũng đã chứng minh ngươi gian lận ngươi còn gì để nói không lý lão gia ông không tin lời con trai tôi lại tin một người nước ngoài ông muốn phản quốc phải không trấn bắc vương tôi cũng chỉ phân tích sự việc một cách công bằng nếu chuyện này lan ra ngoài sẽ làm mất mặt vương triều đại chu ta lý giật mau cho bệ hạ biết Lâm Phong có gian lận không? Khởi bẩm bệ hạ, Lâm Phong quả thật đã gây rối giữa đường, anh ta đã để cái đống sắt nặng kia phát điên trên đường đua, ảnh hưởng đến trật tự cuộc đua, quả thực có dấu hiệu gian lận, công chúa, có đúng vậy không? Đúng, đúng là như vậy. Rõ ràng là các người không đuổi kịp ta, chỉ biết hít bụi ở phía sau, sao lại là tôi làm loạn cuộc đua? Trường là công chúa, cô còn dám nói tôi không để các người tụt lại phía sau, ngươi chỉ dẫn đầu một chút thôi vậy thì sao làm sao ngươi có thể về đích nhanh như vậy và còn về đầu tiên ta nghĩ ngươi đã dùng thủ thuật che mắt mọi người và lén quay trở lại để chiếm giải nhất con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chưa đến đích vậy ngươi có bằng chứng chứng minh được ngươi đã đến không ai trong các ngươi đã thấy lâm phong đến đích chưa bệ hạ tha tội thần vội vã quay lại báo cáo vì vậy không nhìn rõ vậy là không ai có thể làm chứng cho ngươi ta có thể chứng minh Thứ này gọi là camera hành trình, mọi chuyện vừa xảy ra, đều được ghi lại trong này. Giở trò ma quỷ. Chỉ là một sắt nhỏ bé này, làm sao có thể chứng... Lâm phong, thứ này là gì vậy? Bệ hạ, thứ này tương đương với... Bảo vật thần thoại. Đáo uyển ảnh. Mọi chuyện vừa xảy ra, đều được ghi lại trong này. Nó thật sự thần kỳ như vậy, còn thật hơn tương lai. Người đang muốn giở trò gì đây? Hãy phát cảnh lúc nãy, ra cho mọi người xem xem. Thật biết cách làm trò làm sao trên thế gian lại có thứ thần bảo như vậy lâm phong sao ngươi không nói mình là một tiên nhân đấy chứ lâm phong thừa nhận thất bại của mình có khó đến vậy không vương bắc thần lời nói của con trai ông thật là hoang đường đây là tội lừa dối bệ hạ phong nhi đây không phải là trò đùa đừng lo lắng cha con sẽ chiếu cảnh tượng đó ra ta thấy ngươi chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian không có bằng chứng thì tôi chính là người thắng cuộc nữ đế của đại chu hãy dâng hiến sáu thành trì đừng nghĩ đến chuyện học cách lừa dối của hắn lâm phong ngươi thực sự có làm được không sáu thành trì không phải là chuyện nhỏ tôi đã nói không nên tin tưởng hắn bây giờ quả thực đã gây ra sai lầm lớn tất cả chuyện này đều do chính sự ngu dốt của hắn gây ra sáu thành trì này phải do phủ của vương trấn bắc đền bù đã xong rồi mọi người xem đây đã xong rồi mọi người xem đây tốt quá không thể đây là lừa gạt đây chắc chắn là trò ma quỷ Thật đấy. Đây là thật. Tên ngốc này. Sao hắn có thể có bảo vật như thế? Từ lúc bắt đầu đến giờ, không thiếu một cảnh nào phải không? Các người còn muốn nói gì nữa không? Quả thực là một bảo vật trời ban. Cảnh tượng lúc nãy đều rõ ràng trước mắt. Mỗi chữ, mỗi câu đều chính xác không sai một ly. Bệ hạ, sự thật đã rõ ràng. Vương Trấn Bắc, con trai ngài tìm được thứ kỳ bảo này ở đâu? Đoán xem. Thứ bảo vật này, lẽ ra nên dâng lên bệ hạ bệ hạ sở hữu vô số bảo vật còn cần gì đồ của người khác ta tuyên bố vòng một cuộc thi lâm phong đạt được vị trí đầu tiên thác bạc hoàng tử hãy giao ra sáu thành trí ta vẫn chưa thua thác bạc hoàng tử ý của ngươi là sao ngươi còn muốn phủ nhận sao ta cá cực là ai đứng đầu cuộc săn mùa xuân không phải người thắng vòng đầu tiên của cuộc thi ngươi thác bạc hoàng tử ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng đây là đại chu không phải là nước của ngươi chẳng lẽ nữ đế muốn dùng quyền lực để áp đảo người khác sao kỵ binh thổ nhĩ kỳ của chúng ta không sợ quân đại chu đâu bệ hạ và cha yên tâm sẽ khiến hoàng tử tháp bạt phải thua tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn giao nộp sáu thành trí chỉ dựa vào ngươi kẻ không có học vấn này lâm phong đừng tự mãn quá sớm vòng một trước ngươi chỉ dựa vào tốc độ của con thú này mà thôi vòng sau là thi kỹ thuật bắn cung ngươi không có bất kỳ lợi thế nào không cần công chúa phải lo lắng ta bắn chính xác hơn ai hết muốn không đứng đầu cũng khó quá ngạo mạn. Lâm Phong, kỹ thuật của ngươi kém cỏi như thế nào, chẳng lẽ mọi người không biết sao? Làm người, phải biết tự lượng sức mình. Kỹ thuật bắn cung của Hoàng tử Thác Bạc được coi là số một ở nước Thổ Nhĩ Kỳ, đến cả ta cũng không chắc có thể đánh bại. Ngươi dựa vào cái gì? Hãy tự tin lên. Đừng nghĩ rằng người khác mạnh như vậy. Lâm Phong, nếu trong vòng thứ hai này, ngươi không đạt được vị trí đầu tiên, thì ngươi vẫn sẽ thua, bệ hạ yên tâm. Vòng thứ hai là thi săn bắn, sẽ có người ghi chép con mồi các người bắn được con mồi càng hung dữ số lượng càng nhiều sẽ được coi là chiến thắng lâm phong nếu ngươi không muốn chết thì hãy ở vòng ngoài bắn vài con thỏ mập không thể chạy được cuộc săn mùa xuân năm ngoái thế tử của chúng ta đã bị một con chuột lớn dọa cho ngã ngựa hóa ra chỉ là một kẻ khoác lác mồm nếu sợ hãi trong vòng thi thứ hai thì hãy nhanh chóng thừa nhận thua chuyện gì vậy không muốn ta tham gia chứ gì được thôi Bây giờ thừa nhận thua đi, đỡ phải thua một cách xấu hổ, ta sẽ thua. Kỹ thuật bắn cung của ta chưa bao giờ thua ai cả. Vòng thi thứ hai mới là thử thách thực sự. Và còn đầy rẫy nguy hiểm. Ta khuyên ngươi nên biết đánh giá sức mình, thân thể thế tử quý giá. Nếu gặp phải nguy hiểm thì thật là đáng tiếc. Ngươi nhắc tới tai nạn, ta mới nhớ ra một chuyện. Có người vừa rồi bị ngã ngựa, ngươi có sao không? Không bị thương chứ? Ngươi. Vòng thi thứ ta sẽ khiến ngươi thua nhục nhã. Chuẩn bị. Cuộc thi bắt đầu. Công chúa, hãy đi theo ta, ta sẽ bảo vệ cho người. Cảm ơn lý công tử đã quan tâm, nhưng những con thú đó không làm gì được ta đâu. Ta sẽ chứng minh rằng ta còn mạnh hơn. Một người chỉ biết nói suông. Hơn nhiều Lý công tử lần này chắc đã săn được nhiều. Cũng không được nhiều lắm. Chỉ bắn được, 6 con thỏ hoang và một con lợn rừng mà thôi. Đúng là Lý công tử. Ngay cả con lợn rừng hung dữ nhất cũng bị bắn. Ta chỉ săn được ba con thỏ. Thật sự xấu hổ. Chắc chắn lần này giành ngôi đầu, chẳng ai khác ngoài Lý công tử. Chỉ là, may mắn mà thôi. Đúng thật là nực cười. Đại chủ các người lại tự hào vì mấy con thỏ hoang. Ta đã săn được, ba con sói và ba con lợn rừng thật sao anh chàng kiêu ngạo kia sao còn chưa thấy về chắc chắn là chưa bắn được một con thỏ nào cuộc săn mùa xuân này có lẽ lại thuộc về hoàng tử tháp bạc lý công tử đã cố gắng hết sức đừng tự trách mình thiếu gia nhà ta vẫn chưa về kết quả còn chưa biết tiểu an hoàn đừng quá ngây thơ đây là săn bắn không phải trò chơi cậu ta ấy à chỉ là một thứ đuối chắc chắn đã bị thú giữ ăn thị rồi ta khuyên các người nên nhanh chóng cử người đi tìm và cứu anh ta Ta, một người hiện đại. Sao lại đi săn bắn bằng cung tên như các người? Con trai của ta đã không còn như xưa, chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Vương Bắc Thần, đừng tự lừa dối mình nữa. Chỉ còn một chút thời gian nữa, cuộc thi sẽ kết thúc. Dù con trai của ngài có về, cũng vô ích thôi. Vẫn sẽ được tính là thua. Lâm Phong sẽ không làm ta thất vọng đâu. Nữ đế đại chu, đừng nhìn nữa. Khi hết giờ, hãy nhanh chóng công bố kết quả cuộc thi. Chết tiệt, lại dùng một món đồ sắt không đâu để làm màu. Lâm Phong, ngươi vẫn còn mặt mũi quay lại đây. Thua một cách thảm hại như vậy, còn không mau quỳ xuống xin tha, ai nói ta thua chứ? Một người như ngươi, làm sao có thể săn được con mồi, không chết dưới móng thú dữ, đã là may mắn lắm rồi, cũng không nhiều lắm. Chỉ tình cờ săn được một vài con sói và báo hoang hay gì đó, nhưng chắc chắn là nhiều hơn ngươi, nói dối trắng trợn. Nếu ngươi gặp bầy sói, 10 người như ngươi cũng chết. Còn quay về được sao? Chắc cậu ta may mắn gặp cả bầy. Sói còn còn chưa kịp mở mắt. Thành tích như vậy, có gì đáng khoe khoang, còn kém hơn cả ta. Lâm Phong, ngươi thực sự săn được nhiều như vậy sao? Bệ hạ. Hắn chỉ nói dối thôi, đợi khi Bạch Phượng đại nhân kiểm tra xong, sự thật sẽ rõ ràng. Bệ hạ, đã kiểm tra xong rồi, thành tích của Lâm Phong thế nào? Lâm Phong. Đã săn được 6 con lợn rừng bốn con sói hai con báo và một con hổ không thể nào bạch phượng đại nhân ngài đọc nhầm rồi làm sao lâm phong có thể săn được một hổ chứ cái cung này quả thật lạ thường chỉ cần nó có thể bắn hạ hổ sao bệ hạ thần đã tân mắt tận mắt thấy chỉ cần một phát có thể tiêu diệt hổ làm sao có thể ta không phục nếu không có vũ khí này cậu ta chắc chắn sẽ đứng cuối nhưng vì lâm phong có cung này đó cũng là tài năng của hắn lâm phong cái cung như thế này ngươi còn bao nhiêu cái lâm phong ngươi nên thành thật khai báo loại cung mạnh mẽ này nên được cống hiến cho bệ hạ phủ của các ngươi ở vương bắc đã giấu bao nhiêu nhanh chóng cống nộp lên đi cung mạnh như thế này các ngươi không nghĩ là dễ dàng có được chứ tôi cũng đã rất vất vả mới chế tạo ra được một cái lâm phong tự mình chế tạo vũ khí và không đăng ký là vi phạm luật pháp đại chu ta cho phép có được không đó là do ngươi chế tạo à không ngờ ngươi còn có tài năng vậy nếu ta cung cấp đủ vật liệu ngươi có thể chế tạo thêm được không việc chế tạo rất vất vả hơn nữa có người nói thần vi phạm luật đại chu thần không thể gánh vác đừng lo chậm chấp thuận ai dám phản đối nhưng bệ hạ ngài nói thần chỉ có danh hiệu không có chức vụ gì tự mình chế tạo vũ khí vẫn sẽ bị người ta chỉ trích bây giờ ta phong ngươi làm chủ sự bộ công chịu trách nhiệm chế tạo cung tên như vậy ngươi đã hài lòng chưa vậy thì tạ ơn bệ hạ nhưng mà bệ hạ có vẻ như còn một việc chưa xong chuyện gì ngài chưa công bố cuộc thi ta công bố lâm phong đạt giải nhất cuộc săn mùa xuân này ta nhất định giữ lời sẽ ban thưởng cho ngươi bệ hạ anh minh đương nhiên rũ lời nhưng không biết hoàng tử tháp bạt kia có chịu giữ lời không ngươi hoàng tử tháp bạt ngoài giữ lời chứ chỉ là 6 thành trì mà thôi chúng tôi vẫn có khả năng trả lâm phong ta nhớ ngươi rồi chúng ta đi thôi Còn ngươi nữa, Lý Đại công. Ngươi. Thật là quá đáng, ngươi định nuốt lời sao? Chẳng lẽ lời bệ hạ không có giá trị sao, hay là họ Lý muốn chống lại mệnh lệnh? Được, 100.000 lượng bạc sẽ được đưa đến ngay. Bệ hạ, thần xin phép cáo từ. Lâm Phong, lần này ngươi đã lập được công lớn. Xứng đáng là con trai của ta, đó là điều con nên làm nhưng tôi dường như quên mất một việc chưa làm khả khả chuẩn bị giấy mực cho ta vâng thiếu gia thiếu gia chuẩn bị xong rồi Tôi, Lâm Phong, hôm nay chấm dứt hôn ước với công chúa Trường Lạc, từ nay về sau không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Lâm Phong, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Nếu hôm nay tôi thua, cô cũng sẽ hủy hôn. Làm tôi mất mặt cũng không gọi là quá đáng, tôi chỉ làm những gì? Cô muốn làm với tôi mà thôi, ngươi chỉ dùng những thủ đoạn kia mới có thể thắng được mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Tôi sẽ làm cho cô thất vọng đấy. Hủy hôn thì hủy hôn, ngươi mới là người phải hối tiếc. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi không phải hủy hôn, là cô không giữ mình, có quan hệ với người đàn ông khác ta chấm dứt với cô. Người vu hống ta, được rồi, cuộc săn mùa xuân hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người hãy quay về. Lâm Phong, người đợi một chút. Lâm Phong, người đợi một chút. Bệ hạ có chuyện gì không? Chấm. Có thể thử ngồi lên con ngựa của ngươi không? Tất nhiên là được. Bệ hạ, con thú kỳ lạ đó nguồn gốc không rõ, e rằng sẽ nguy hiểm, Bạch Phượng đại nhân, nếu ngài lo lắng, có thể cùng ngồi lên. bạch phượng đại nhân chỉ biết nịnh nọt vương gia thiếu gia không sao chứ không sao phong nhi nhất định là đã được bệ hạ đánh giá cao nếu không sao lại được triệu kiến riêng không ngờ phong nhi đã làm ta ngạc nhiên như vậy thiếu gia có có thể được thăng quan tiến chức nếu phong nhi có thể lên cao trước phỏ mã này không làm cũng được lâm phong con ngựa này của ngươi, thậm chí còn thoải mái hơn ngai vàng của trẫm, còn có thoải mái hơn nữa. Bệ hạ có muốn thử một chút không? Lâm Phong, dù ta đánh giá cao ngươi, nhưng ngươi nói chuyện nên cẩn trọng hơn. Thần không có ý khác. Không có thì tốt. Nếu ngươi còn có lần sau vượt qua giới hạn, ta sẽ bảo Bạch Phượng đối phó ngươi, không dám không dám. Hỗn Sực Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Lâm Phong to gan, dám xúc phạm bệ hạ. Bạch Phượng, hãy thiến tên khốn này cho ta. Vâng, đừng hiểu lầm. Thần chỉ muốn giúp ngài. Đeo dây an toàn. Đây là cái gì vậy? Dây này à. Có thể đảm bảo an toàn cho ngài. Tránh bị va đập. Lấy nó ra. Vậy à. Hóa ra là thế. Bạch Phượng, có cần tôi giúp ngài đeo không? Không cần, ta tự làm. Và nữa, những chuyện như thế này sau này hãy để ta giúp bệ hạ nếu không đừng trách ta hãy thoải mái quá gò bó rồi này nghe một bản nhạc đi music thứ này thật kỳ diệu ánh sáng này còn biết hát nữa trước đây còn tưởng lâm phong chỉ nói khoác không ngờ lại là thật ngựa cưỡi cũng biết hát tại sao thần phải lừa bệ hạ chứ phải không chỉ là lời bài hát khá mới lạ ta chưa từng ngồi lên loại ngựa như thế này, quả là kỳ diệu. Lâm Phong, thứ kỳ diệu này cũng do ngươi chế tạo ra à? Không phải. Tôi tình cờ có được nó. Lâm Phong, ngươi có thể cho ta không? Ta sẵn lòng trả giá cao. Không phải thần không cho ngài, mà thứ này tôi mới biết sử dụng, cho ngài cũng không dùng được. Nữ hoàng lái xe hơi thì cũng quá chất rồi. Thôi đi, nữ tài xế quá đáng sợ. Thật sao? Chắc chắn rồi. Nếu bệ hạ muốn thử, tôi có thể làm người lái xe cho ngài, ta thấy ngựa của ngươi còn mạnh mẽ hơn cả ngựa bạch huyết nếu binh lính đại chu mỗi người có một con không phải là bất khả chiến bại sao không cần sợ kỵ quân thổ nhĩ kỳ nữa điều này hơi khó mỗi binh sĩ đều được trang bị một co xe bmw x 6 trời ơi đó không phải là vượt xa hiện đại sao ta thấy sắc mặt ngươi tái mét việc chế tạo thứ này khó lắm à quả thực rất khó có vẻ ta đã nghĩ quá xa bệ hạ có phải đang lo lắng chuyện gì sao có điều ngươi chưa biết hiện tại quân thổ nhĩ kỳ đang áp sát biên giới lần này hoàng tử tháp bạt đến đây chính là để làm nhục đại chu dù ngươi đã cứu vãn danh dự nhưng e rằng trong vòng 7 ngày họ chắc chắn sẽ tấn công để giành lại các thành trí hóa ra chỉ là chuyện này à ta còn tưởng là việc gì to tát trong 7 ngày ta sẽ đánh bại kỵ quân thổ nhĩ kỳ lời ngươi nói có thật không nếu ngươi không làm được đó chính là tội lừa dối bệ hạ thế tử điện hạ ta biết ngươi có tài nhưng ngươi cũng không cần khoe khoang trước mặt bệ hạ bảo vệ đại chu bình yên cho dân chúng đó là trách nhiệm của chúng ta. Quả nhiên là con trai của Vương Trấn Bắc. Bệ hạ. Không cần phải nâng đỡ tôi, việc đánh lui quân thù tôi có thể làm, nhưng đây là 200.000 quân thổ nhĩ kỳ, cần phải có rất nhiều trang bị. Ngài xem cái này. Cái này, chỉ cần có đủ nguồn tài chính hỗ trợ, máy bay, đại bác đều có thể mua được, đối phó với đội quân cổ đại chỉ 200.000 người, không phải là chuyện nhỏ thôi sao? Bệ hạ, không thể để con cáo lọt vào chuồng gà. Cần bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt, bất cứ thứ gì như vàng bạc trang sức đồ cổ đồ trang sức à đúng rồi không cần giấy bạc được từ bây giờ ta sẽ hỗ trợ hết mình kho báu trong cung người có thể lấy tùy thích tôi có thể lấy tùy ý thật à vậy có nghĩa là ngay cả cái này của bệ hạ cũng cái gì to gan bạch phượng hãy chặt tay hắn cho ta vâng bệ hạ không được đừng hiểu lầm Ta không có ý đó, thần muốn nói của bệ hạ. Cái đó. Nói rõ ra từ đầu. Dù viên ngọc này là bảo vật của hoàng gia, nhưng nếu ta đã chọn tin tưởng ngươi, thì cứ tặng ngươi là xong. Thấy thế nào, chú ba? Tôi làm nghề cổ vật đã hơn nửa đời người, chưa từng thấy viên ngọc nào đẹp đến kinh người như vậy. Đưa giá đi ít nhất cũng phải con số này. 50 tỷ. Chú ba, 50 tỷ, người nghĩ mua được bao nhiêu trang bị? Người mua trang bị gì chứ? Người có 50 tỷ, muốn mua gì trả được? Này! Trời ơi! Người điên rồi à? Người muốn chinh phục thế giới à? Dường như, tiền này đủ mua không ít trang bị rồi. Đối phó kỵ quân Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng qua là chuyện nhỏ. Mau đi mua trang bị. Sau đó quay về thời cổ đại Ngươi còn mặt mũi vào cung Cô ngứa mồm sao Ngươi biết ngươi đã phạm tội lớn chưa Đắc tội hoàng với tử tháp bạt. Bây giờ họ đã Tập kết quân sẵn sàng ở biên giới Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Chỉ là bọn thổ nhĩ kỳ man gì cũng dám xâm lược Cô tin không Tôi làm cho chúng chết không toàn thay Ngươi đừng có khoác lác Dù là cha ngươi Vương Trấn Bắc Cũng phải lùi bước ba bước Đó là ngươi đánh giá địch quá cao đối phó quân thổ nhĩ kỳ dễ như chơi. nực cười. người có biết đánh bại kỵ quân thổ nhĩ kỳ là nhiệm vụ nhất đối với bệ hạ. lâm phong ngươi chỉ may mắn thắng một hai lần mà đã nói khoác như vậy. quả nhiên không thể thay đổi tính cách. chỉ là vài nhiệm vụ nhỏ mà thôi. nhiệm vụ trên bảng hoàng đế này, mỗi cái càng khó hơn cái kia. chỉ có người hùng thực sự mới hoàn thành được. này vị vương tử trần bắc này đã mở nhiệm vụ thứ hai đó là tiêu diệt quân lớn thổ nhĩ kỳ này khó như lên trời lâm phong ngươi thật không biết trời cao đất rộng những nhiệm vụ này ngay cả cha ngươi cũng không thể hoàn thành ngươi dựa vào cái gì chứ lâm phong ngươi nhận thêm nhiệm vụ có ích gì chịu chết không chịu nhục đợi lãnh hình phạt của bệ hạ đi ai bảo tôi chỉ nhận một nhiệm vụ nhiệm vụ này phải đánh bại cao thủ cờ của vương quốc gao ly hàn hữu thủy chẳng lẽ thế tử lại giỏi cờ ẩn giấu không lộ lâm phong ta chưa từng nghe nói người giỏi cờ người gỡ bảng hiệu này có ích gì chỉ làm cho người khác cười nhạo chuyện cô chưa nghe còn nhiều lắm lâm phong dù ngươi có biết một chút cờ tướng thì sao ngươi có biết hàn hữu thủy không độc bá giang hồ mười mấy năm được gọi là thánh cờ ngay cả thầy giáo của ta cũng phải chịu thua ngươi dựa vào cái gì để thắng ta không nhận nhiệm vụ cũng vì lý do đó. Thầy giáo ngươi không giỏi, thì có sao chứ? Không có nghĩa. Là ta không giỏi. Ta biết ngoa là vì không muốn mất mặt. Nên mới làm những chuyện, làm màu để thu hút sự chú ý. Ngươi có biết, phái đoàn Cao Ly và Hàn Thủy đang viếng thăm Đại Chu. Lúc đó ta xem ngươi làm sao xuống đài. Ngươi quản ta làm gì? Nếu có bản lĩnh ngươi cũng mở một cái thử xem, ta thấy cái này. Đánh bại kiếm thánh Phu Sô, nhiệm vụ này cũng không tồi, hay là ta giúp ngươi mở nó, ngươi không phải tự cho mình võ công cao cường sao, thách thức thử xem. Đồ ngốc, ngươi có biết kiếm thánh phù sô mạnh đến cỡ nào không, bao nhiêu năm nay, đại chu chúng ta có, chín vị trưởng môn võ đạo, lần lượt thất bại dưới tay ông ta, không dám là không dám, kiếm cớ cái gì chứ. Lâm Phong, ngươi đừng có cố chấp, ta biết ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là muốn kéo lý công tử cùng ngươi mà thôi. May mắn là công chúa thông minh, nhận ra âm mưu của ngươi, các ngươi cũng chỉ có thế thôi. Khả khả, Ta nhận hai nhiệm vụ này, có phải hơi dễ dàng không? Hay là chúng ta cứ mở hết chúng đi. Lâm Phong vì chuyện tự ái. Đã tự mình vứt bỏ mạng sống, hành động này không gọi là dũng cảm, mà là ngu xuẩn công chú hãn đã muốn chết cứ để cho hắn chết đi thiếu ra chuyện này không phải đùa đâu ngươi hãy dán lại bảng hiệu đi khả khả quân thổ nhĩ kỳ kiếm thánh cơ thánh trong mắt chủ nhân ta chỉ là gà mà mất thôi thế mà xem họ đã sợ hãi thế nào đại chu ta là đại quốc sao có thể làm tăng thêm nhuệ khí cho kẻ khác để hủy hoại uy tín của chính mình lời này của ngươi nói cũng có lý nhưng cũng có ích gì chỉ là làm trò lố bịch mà thôi ngươi chẳng có hy vọng nào hoàn thành nhiệm vụ cả cái gì vương tử này ngươi điên rồi sao chưa nói chuyện khác chỉ riêng điều đầu tiên là tiêu diệt hải quân phu sô đây là vấn đề đã làm khó chu ta nhiều năm qua nhiều bậc hiền sĩ đều bó tay lâm phong ngươi đúng là một tên hề đang làm trò danh tiếng công tử của nhà ngươi đã lan truyền khắp nơi hôm nay mới thấy ta thấy tin đồn quả không sai chuyện điên rồi thế này ngươi cũng dám làm lâm phong Ngươi nghĩ hoàng bảng này, ngươi muốn mở là mở à? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đó là tội lừa dối vua. Ngươi mở mấy nhiệm vụ cùng lúc, đó là tội đáng chết. Ngay cả vương gia Trần Bắc cũng không thể cứu ngươi, liên lụy cả gia tộc. Nhưng e là mọi chuyện không thể theo ý ngươi. Bệ hạ, có chuyện không lành. Có người mở hoàng bảng. Đó không phải là tin tốt sao? Là vị cao nhân nào đã mở nhiệm vụ, là thế tử lâm phong hắn dạo này hắn đã lấy không ít bảo vật từ cung điện kế hoạch đối phó với quân thổ nhĩ kỳ còn chưa nói rõ với ta lại còn rảnh rỗi mở hoàng bảng a bệ hạ lâm phong không chỉ mở một nhiệm vụ mà là mở tất cả bảy nhiệm vụ cái gì cái gì bạch phượng ngươi chắc chứ thần chắc chắn dựa vào sức mạnh của lâm phong thế tử hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất nhưng nhiệm vụ còn lại thì khó có thể độ khó của mỗi nhiệm vụ lại càng lớn bệ hạ thần thấy thất vọng về lâm phong anh ta tham vọng quá lớn thật không biết điều ta nghĩ rằng cậu ta cũng không giống người hay nói khoác những việc trước đây người khác nghĩ là khoác lác cậu ta đều đã làm thành sự thật có lẽ cậu ấy thật sự có cách hoàn thành một vài nhiệm vụ chuyện này có thể có khả năng lúc đó bệ hạ có thể tìm cách giúp cậu ta để tránh mất một tài năng hiếm có ta cũng nghĩ như vậy nhưng khi quân thổ nhĩ kỳ tiến xuống phía nam vương tề bắc cũng không cần tồn tại nữa bẩm bệ hạ đoàn sứ gao ly xin gặp nghe nói có người muốn thách thức vua cờ của họ công chúa gao ly lập đài thi đấu yêu cầu người thách thức đến thi đấu họ thực sự không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại đại chu chúng ta bạch phượng lập tức bảo lâm phong ở đây ngay chuyện gì thế sao lại hoảng hốt thế thiếu gia đã mở hoàng bàng đúng là con trai của vương gia ta có bản lĩnh chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được thăng tước vị từ đó thoát khỏi danh tiếng xấu này lâm phong nhận nhiệm vụ nào vậy là nhiệm vụ cuối cùng hả không phải chẳng lẽ là nhiệm vụ áp chót nhiệm vụ này có chút khó khăn thiếu gia một lần nhận cả bảy hoàng bảng. Bảy hoàng bảng. Gì cơ? Gì cơ? Vô lý. Tên nghịch tử này rõ ràng muốn làm ta tức chết mà. Một nhiệm vụ là, thách đấu với quốc sư Gao Ly. Thiếu gia đã đi tới nhận lời thách đấu. Lâm Phong không thể thắng. Cuối cùng sẽ bị hoàng thượng trừng phạt. Nhanh. Đưa ta đến đó ngay. Vâng. ta còn chưa phải suy nghĩ. Người đã phải cố gắng hết sức. Quốc sư đại nhân, nếu không thể đặt quân cờ, thì thà nhận thua sớm. Thua quốc sư Gao Ly của chúng ta, cũng không phải xấu hổ. Tôi xin thua. vi thần xin nhận tổ trước bệ hạ quốc sư kỹ thuật cao siêu bậc nhất thiên hạ khó tìm ai sánh kịp trẫm không trách ngươi dù sao cờ vây cũng là do tổ tiên gao ly sáng tạo đại chu không có đối thủ điều này cũng bình thường cờ vây là do tổ tiên đại chu ta phát minh do tổ tiên đại chu phát minh tại sao đại chu không ai đánh bại quốc sư của ta cô nghe nói gao ly thích đánh cắp văn hóa người khác hôm nay thấy mới biết thật vô liêm sỉ quả đúng như lời đồn thật không biết xấu hổ vô lễ thật không biết trên dưới hoàng đế đại chu chưa nói ngươi có quyền gì lớn tiếng ở đây nữ hoàng tức giận nếu tôi thắng quốc sư này sớm muộn gì cũng đưa được cô lên giường kẻ không tên tuổi như ngươi làm sao xứng đối đầu quốc sư Ngươi không thấy ta vừa thắng. Quốc sư của các người sao? Lâm Phong, ngươi chưa qua kỳ thi tú tài. Ngươi, mau xuống đi. Lão gia, ông không làm được không tôi tôi cũng không làm được. Lâm Phong, ngươi muốn gây chú ý. Cũng phải chọn đúng chỗ. Kỹ năng cờ của thầy ta, trong cả đại chu là số một. Ngay cả ông ấy còn thua, ngươi có tư cách gì để thách đấu quốc sư, Lâm Phong, hành động vô lý của anh, chỉ khiến người nước ngoài cười nhạo thêm. Làm sao, chẳng lẽ chúng ta phải thừa nhận cờ vây là do gao ly phát minh ra quốc sư này kỹ năng cờ thần sầu thừa nhận tài năng của ông ấy điều này có gì không thể thua là thua còn phải nịnh bợ người khác để ngài làm quốc sư thật là bất lợi cho người khác tức chết tôi lão phu nghiên cứu học thuật hàng chục năm đồ đệ không biết bao nhiêu đức cao vọng trọng sao một thằng nhóc như ngươi dám phỉ báng ta đừng bịa đặt ván cờ này thật giống với ông không dám đánh đã chịu thua chứng tỏ ngát gan thua rồi còn bợ đỡ người khác chứng tỏ ngươi yếu đuối người học rộng phải biết không lị vì nắm thóc mà phải vì bản lĩnh ngươi còn không hiểu điều này đừng nói đức cao vọng trọng ta không muốn tranh cãi với ngươi thầy ơi lâm phong ngươi nói xuông rất hay nhưng cuối cùng vẫn là không có năng lực ngươi giỏi thì lên đi lâm phong anh có tài gì mà coi thường quốc sư vậy ngươi lên chắc chắn thua còn thê thảm hơn bệ hạ cho thần thử một lần đi chuẩn tấu Lâm Phong, nếu ngươi thua, ngươi biết hậu quả chứ? Lâm Phong, nếu ngươi thua, ngươi biết hậu quả chứ? Thần không chỉ thắng, mà còn thắng một cách khuất phúc. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Tôi cũng không ngờ, Đại Chu, lại có người mặt dày như vậy. Bái phục quá đi, nói chuyện rồng bay phượng múa. Vậy chúng ta cược một trận nhé, nếu ông già này đánh chậm hơn tôi mỗi nước cơ, cô sẽ cởi một mảnh áo, thế nào, thô tục. Cô không phải bảo tôi khoác lác à, sao, không dám cược à, công chúa cứ yên tâm, tôi nhắm mắt cũng có thể thắng anh ta, đặt quân. Không cần thời gian suy nghĩ. Được tôi đặt cược. Nhưng mà, nếu anh đặt quân chậm, tôi yêu cầu anh, mỗi lần phải cắt bỏ một miếng thịt của mình, vậy thì chúng ta đặt cược lớn hơn một chút. Vậy nếu tôi thắng, gao ly của các người, phải thừa nhận rằng, tất cả nền văn hóa này, đều là đánh cắp từ đại chu của chúng tôi, được nếu anh thua đại chủ cũng phải thừa nhận là đã đánh cắp văn hóa của gao ly không biết đế vương có dám đồng ý không bệ hạ ngài không thể tin tưởng lâm phong anh ta không biết gì chắc chắn sẽ thua lâm phong đừng quên điều ngươi đã hứa với trẫm bảy ngày sau bệ hạ yên tâm mọi thứ đều trong tầm kiểm soát trẫm đồng ý đúng là tự tìm đường chết thế nào anh muốn thấy họ thắng à không không tôi rất hy vọng anh có thể làm dạng danh quốc gia nhưng tiếc là anh không có khả năng đó. Vậy thì anh hãy cùng thầy của mình học hỏi thêm đi. Người trẻ tuổi, trận đấu này cậu sẽ thất bại một cách nhục nhã và cả mạng sống của mình, bây giờ hối hận vẫn kịp. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin thua là được. Tôi thấy là ông sẽ không giữ được danh dự cho công chúa của ông, ông và công chúa cuối cùng sẽ phải mang nỗi nhục trở về nước, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ giúp cậu. Nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ giúp cậu. Cậu cầm quân đen, tôi nhường cậu, đặt quân trước. Để tránh người khác nói tôi bắt nạt người trẻ tuổi. Hàn Tiền Bối quả nhiên có phong thái của một bậc thầy. Nếu hai người có trình độ ngang nhau, việc đi quân trước thực sự là một lợi thế lớn. Nếu đổi thành thầy tôi, có lẽ sẽ có thể đấu với Hàn Tiền Bối, một trận ngang tài ngang sức, chỉ tiếc rằng Lâm Phong là một kẻ hoàn toàn mù tịt về cờ. Dù có lợi thế ban đầu, cũng khó tránh khỏi thất bại anh ấy chỉ cần không thua quá thảm, đã có thể chứng minh rằng anh ấy biết chút ít về cờ. Ai cần ông nhường? Muốn nhường tôi đi trước à? Thế được, tôi nhường ông hai quân. Tôi sẽ khiến ông thua tâm phục khẩu phục. Ngạo mạn. Đấu cờ qua mạng. Xin lỗi ông già. Đừng trách tôi lừa ông. Ông cứ chơi cờ với máy tính đi. Bệ hạ, Lâm Phong đánh cờ nhanh thật đấy. Ta không ngờ, Lâm Phong lại thông thạo cờ như vậy. Đánh cờ không phải là ai nhanh hơn thì giỏi hơn, cuối cùng quan trọng nhất vẫn là thắng thua. Công chúa Gao Ly, ông già này đã chậm một nhịp rồi, cởi đi. Ngươi. Cởi thì cởi, đến lượt anh cắt thịt. Đừng hối hận đấy. Món thứ hai. Cứ thưởng thức đi. Tôi không tin anh sẽ thắng được mãi. Một lát nữa thôi, tôi sẽ móc mắt anh ra. Kỳ lạ, Lâm Phong sao có thể đi quân nhanh vậy, vị Hàn Tiên sinh này sao lại luôn do dự như thế? Càng đi nhanh thì thua càng nhanh mà thôi, Hàn Tiền Bối chỉ là vì muốn chắc chắn nên mới suy nghĩ thêm một chút. chậm hai nhịp rồi đó là hai bộ quần áo đấy công chúa gao ly quý phái hay cô chịu thua hai bộ thì hai bộ công chúa gao ly chẳng lẽ cô muốn chịu thua phải không đây cũng là đồ trên người tôi không vi phạm lời đặt cược không sao bệ hạ hôm nay dù cô ấy mặc nhiều đến mấy thần cũng sẽ khiến cô ấy lột sạch sẽ không thể nào điều này là hoàn toàn không thể kỹ năng cờ của cậu thật sự cao siêu đến thế ông ra chậm ba nhịp rồi nếu không muốn để công chúa của ông phải ở chuồng thì hãy mau chịu thua đi hay là ông cũng muốn xem à người đừng kiêu ngạo quán quân cờ của chúng tôi không thể nào thua công chúa gao li tao nhã và xinh đẹp cô muốn cởi ba thứ đồ nào nếu cô không cởi thì cô chấp nhận thua rồi đấy ta không chịu thua tôi có thể gợi ý cho cô cô có thể cởi cái bên trong như vậy thì chúng tôi cũng không thấy gì phải không ông chúa chờ đã. Tôi chịu thua. Hàn lão. Nếu như bình thường, ông già này rất có thể chiến đấu với máy tính cả trăm ván, nhưng tôi lại muốn ép ông ta đấu tốc độ. Dù ông ta có thêm nhiều đầu đi nữa, cũng không thể thắng được lâm phong người đã sử dụng thủ đoạn gì vậy lâm phong anh thắng không trong sạch cái anh cầm trong tay là cái gì vậy thắng cuộc bằng cách gian lận ns chỉ khiến cho đại chu mang tiếng xấu lâm phong anh lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì vậy dù anh thắng anh có thấy hãnh diện được không thật là buồn cười các người không có khả năng tự mình dành vinh quang cho đại chu thì thôi bây giờ còn giúp người ngoài nói lời hay các người cảm thấy thoải mái như vậy à chúng tôi chỉ đang nói sự thật thôi im miệng bệ hạ lâm phong làm rất tốt đã đánh bại hàn vũ thủy trước mắt mọi người đây là sự thật không thể chối cãi dưới sự chứng kiến của ta không ai có thể chối bỏ bệ hạ ngay cả người cũng thiên vị lâm phong bản thân ngươi mù quáng không có nghĩa là ta cũng không có tầm nhìn hắn chỉ là kẻ không đáng coi trọng một kẻ vô dụng làm sao xứng đáng nhận được sự ưu ái của người hoàng thượng thật là anh minh công chúa trường lạc nếu người không chịu thu, đó là hành động bất kính còn ai nữa không phục thì có thể thách đấu tôi tôi phục à không phải hỏi ông tôi hỏi còn ai nữa không phục bệ hạ con trai thần chỉ hồ đồ thức thời khởi bẩm bệ hạ khai ân bệ hạ vương trấn bắc ngài có một người con rất giỏi cậu ấy đã thắng rồi cái gì này công chúa gao Ly, người có vẻ quên mất chúng ta còn có một vụ cá cực phụ tôi thừa nhận cờ vây là từ đại chu chuyển sang gao Ly, không đủ nhiều nét văn hóa của gao Ly, đều là đánh cắp từ đại chu được chưa Bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Lần sau công chúa đến Đại Chu làm khách, nhớ mặc thêm nhiều quần áo một chút, ngươi. Thế tử, thế tử bất khả chiến bại. Thế tử bất khả chiến bại, thế tử bất khả chiến bại, Lâm Phong, ngươi đã lập được công lớn, ta phong cho ngươi làm Hàn Lâm đại học sĩ, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Thần đề nghị thay đổi, vị trí của quốc sư một chút, ông ta làm thái giám tổng quản, thực sự là hại mất tương lai của người khác, Lâm Phong, ngươi thật quá đáng thầy tôi đã dạy dỗ biết bao nhiêu nhân tài cho đại chu sao ngươi có thể xúc phạm được bệ hạ yêu cầu của thần đã đưa ra rồi vua không nói chơi chuẩn tấu ngươi thầy ơi lâm phong bảy nhiệm vụ hoàng bảng ngươi chỉ may mắn hoàn thành một nhiệm vụ sau ngươi chắc chắn không thể hoàn thành đến lúc đó ngươi sẽ phạm tội khi quân lúc đó e là ngươi không thể giữ được đầu trước khi tôi đánh bại ông già kia anh cũng nói vậy tôi suýt quên mất nhiệm vụ thứ sáu trên hoàng bảng là thách thức kiếm thánh mạnh nhất của quốc xuân tuyết ngươi không thể vượt qua nổi cửa ải này đừng mong chờ đến lúc bệ hạ phán xét bây giờ tôi có chút nghi ngờ liệu anh có phải là gián điệp do nước địch cài vào không không thì sao anh luôn làm mất nhuệ khí của tôi lại còn tôn vinh nước khác bệ hạ thần nghĩ nên điều tra kỹ người này lâm phong đừng ăn nói lung tung lâm phong anh thật không biết điều chỉ là ly công tử lo anh không tự biết mình tự chết dưới tay kẻ địch mà thôi như cô nói tôi phải cảm ơn cả tổ tiên anh ấy chăng nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ thách thức xem nào đừng chỉ nói suông hay là anh muốn trì hoãn vài tháng để sống sót thêm một thời gian nữa phong nhi đừng nông nổi trong chuyện này kiếm thánh xuân tuyết có sức mạnh phi phàm ngay cả các bậc thầy cũng không thể thắng được hụ thân cứ yên tâm anh ta dám đến tôi sẽ khiến anh ta không thể trở về hôm nay ta xin thông báo một việc thánh kiếm xuân tuyết sẽ đến sau ba ngày nữa tôi sẽ ở tử cấm thành thách đấu kiếm thánh Xuân Tuyết. Nếu ai giành, thì đến xem nhé. Thế tử tiên sinh, anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội, sao phải nông nổi như thế, sức mạnh của kiếm Xuân Tuyết, không phải để đua. Lâm Phong, nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian cụ thể, tại sao ngươi không tập trung vào việc đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ? Thực ra bệ hạ không cần phải lo lắng như vậy. Vấn đề với người Thổ Nhĩ Kỳ thần đã dự tính rồi, ngay cả ta cũng không thể tiết lộ, khi thời cơ chín mùi, bệ hạ sẽ biết lý do gì đã khiến ta giao việc hệ trọng quốc gia lại giao cho ngươi bệ hạ hãy đặt niềm tin vào thần để thần giúp người một việc cút ra vậy thần đi đây thần đi thật đấy đừng tìm thần nha ê chờ đã nhìn là thần biết người nghiện còn ngại gì nữa không phải dù sao người cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này nhưng đường đòi hỏi quá đáng bệ hạ người biết đó là gì không người đang vẽ đường cho thần chạy đó vậy lúc nãy thần không hoàn thành một cái à phải cho thần chút lợi ích chứ cái đó không tính, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Xem ta có chặt đầu ngươi không? Bệ hạ quyết đoán vậy sao? Cái đó không tính, nhiệm vụ tiếp theo tính chứ, có thể cho thần biết. Phần thưởng tiếp theo là gì không? Phong Nhi, con thực sự tự tin mình đánh bại kiếm thánh xuân tuyết đó chứ? Phụ vương, nhìn con trai người, có phải là kiểu người làm việc không suy nghĩ không? Có. Người quá coi thường con rồi, trước đây tất cả mọi người đều nghĩ rằng con không thể thắng quốc sư Giao Ly nhưng kết quả thì sao lần này cũng vậy con trai ta giỏi thật nhưng lần này không giống lần trước trận chiến võ đạo nguy hiểm luôn rình rập hơn nữa kiếm thánh xuân tuyết không bao giờ nương tay thiếu gia giỏi thế tôi tin thiếu gia chắc chắn sẽ thắng khả khả ngoan quá đừng lo phụ vương dù võ công cổ xưa giỏi đến đâu cũng không thể hơn được vũ khí hiện đại đối phó với hắn chỉ trong nháy mắt mà thôi Ta chưa từng nghe thấy. Lâm Phong có tài năng. Lâm Phong đã giành được chức vô địch mùa săn xuân, tất nhiên là có tài năng. Có lý. Cuộc thi săn xuân, anh ta chỉ nhờ vào sức mạnh bên ngoài mà thôi, chỉ là lợi dụng thời cơ mà thôi, bây giờ anh ta muốn thách thức Kiếm Thánh Xuân Tuyết, ít nhất cũng phải có trình độ của một cao thủ. Nhưng Lâm Phong bây giờ mới bao nhiêu tuổi, dù anh ta bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng không thể là cao thủ được. Hôm nay, anh ta chắc chắn thua, nếu anh ta có thể sống sót dưới tay kiếm Thánh Xuân Tuyết, đó cũng là một thành tích để tự hào. Khinh công tuyệt đỉnh quá, đây là vị cao nhân nào? Lạnh như băng, lẻ loi như tuyết. Chính là ta, Đại môn Xuân Tuyết. Chẳng phải kiếm khách đều phong độ tuấn tú sao? sao anh ta lại trông như vậy? Ai đã quy định rằng cao thủ nhất định phải đẹp trai? Đó chỉ là nguyện vọng hão huyền của các ngươi, những kẻ hèn mọn. Vậy theo lý thì, trong số các cao thủ, tôi là người đẹp trai nhất rồi. Thiếu gia, anh thật là đẹp trai, tại sao anh ta lại thích làm trò như vậy, không biết phải nghiêm túc một chút sao, chỉ biết thu hút sự chú ý mà thôi, anh ta càng làm lố bao nhiêu, lát nữa sẽ càng tệ hại bấy nhiêu, những kẻ khoác lác, thường chết rất thảm. Kẻ nào ở đó? Hãy tự giới thiệu lên đó rồi tôi là lâm phong người truyền nhân của thiên sư đạo hôm nay đến đây để thi hành công lý anh chính là lâm phong à giả thần giả quỷ đừng nói nhảm với tôi tôi chỉ hỏi anh một câu tất cả những tài năng võ học của đại chu có phải đều do anh hạ gục không đúng thì sao tất cả các trưởng môn của các ngươi đều bị ta hạ gục ngươi tính là cái thá gì được hôm nay anh chắc chắn sẽ thua nói nhiều quá anh mau lên đây khả khả tìm cho ta một cái thang không cần đâu ta thấy có cầu thang rồi thiếu gia phải bay lên đó cơ bay lên đó à cô bé dễ thương này mạnh mẽ quá thiếu gia cố lên anh là người giỏi nhất anh có gan thì xuống đây đi tôi nói cho anh biết tôi sợ sức mạnh của mình quá lớn làm sập bức tường thành kia mất ai ra hôm nay ta sẽ hạ gục anh chỉ cần một nhát kiếm sẽ cắt anh ra làm đôi không cần phức tạp như thế một chiều quyết định thắng bại được rồi vậy thì mau rút kiếm ra. Vũ khí của anh đâu? Để đánh anh tôi cần vũ khí sao? Nói không biết xấu hổ. Anh ta. Đến lúc nguy kịch còn nói xàm. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lý Công Tử, lát nữa Lâm Phong, chắc chắn thua không nghi ngờ nữa, anh có chắc thắng được kiếm thánh Xuân Tuyết không? Đại chu chúng ta là một quốc gia hùng mạnh. Làm sao để người nước ngoài hống hách? Điều này. Hãy yên tâm, Lâm Phong chết. Vẫn còn tôi, chắc chắn không thể để những kẻ nước khác hống hách, Lý Công Tử thật có tài. Bạch Phượng. Nếu Lâm Phong gặp phải tai nạn không lường trước, ngươi phải ra tay cứu giúp ngay, hợp đồng 7 ngày chưa đến, hắn không thể dễ dàng chết như vậy được. Vâng, bệ hạ, Phong Nhi tự tin như vậy, chắc chắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lão phu đi từ Nam chí Bắc, chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như ngươi. Hôm nay anh đã gặp rồi. Nhiều lời vô ích. Hãy nhìn chiêu thức kiếm pháp vô song của lão phu. người đã gian lận ông già này thời đại đã thay đổi làm sao có thể đây là chiêu gì đại môn xuân tuyết đây là kiếm thánh ngoài danh không thể nào thua được kiếm thánh đại sư ngài mau đứng dậy chuyện gì thế này không biết nữa khởi bẩm bệ hạ người này không còn hơi thở đã không thể cứu chữa lâm phong ngươi chỉ cần một đòn đã đánh bại kiếm thánh xuân tiết danh tiếng lừng lẫy bệ hạ tôi đã nói với ngài rồi thời đại này đã thay đổi điều này chắc chắn là gian lận bệ hạ nếu điều này lan ra thì sẽ không hay thắng làm vua thua làm giặc sao có thể nói là gian lận huống hổ ám khí cũng là một môn võ học lý công tử tôi cảm thấy cậu có vẻ không phục hãy thử chiêu này của tôi lâm phong ngươi đừng làm loạn một con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, thật chán quá. Thiếu gia anh thật là giỏi quá, anh đã sử dụng phép thuật gì vậy, chỉ một chiêu đã đánh bại kiếm thánh Xuân Tuyết, thiếu gia ta còn giỏi hơn thế nữa, hãy chờ xem. Thế tử vô địch. Thế tử vô địch. Thế tử vô địch. Số một thiên hạ. Thế tử vô địch. Số một thiên hạ. Lâm Phong, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ lớn như vậy, ngươi dùng phép tiên pháp à. Chúc mừng thế tử đại nhân, chỉ một chiêu đã diệt kiếm thánh sẽ nổi danh muôn nơi. Không dám không dám, đừng khiêm tốn nữa. Lần này ngươi đã có công lớn, không chỉ làm dạng danh võ thuật đại chu, mà còn giúp ta loại bỏ một mối họa lớn. Ngày mai ta sẽ trao thưởng cho ngươi tại điện Kim Loan. Vi thần cảm ơn bệ hạ khai ân. Đáng ghét. Hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó. Kẻ thắng làm vua, dù Lâm Phong sử dụng thủ đoạn gì, ta chỉ quan tâm đến kết quả. con đúng là con trai ta phong nhi từ bao giờ con lại giỏi như vậy trước đây không phải con yếu đuối lắm sao phụ vương con đã nói với người rồi mà con trai của người chỉ là giấu giếm tài năng mà thôi nhìn xem chỉ cần biểu lộ một chút sức mạnh đã gây chấn động rồi nhìn xem họ đã rất sợ hãi rồi tổ tiên đã hiển linh nhà họ lâm chúng ta đã có một người hùng thực sự phong nhi bây giờ con đã trưởng thành thế thì cha có thể yên tâm trở về trấn bắc để bảo vệ biên cương sao lại thế này Lâm Phong tên khốn này. Rõ ràng hắn là một tên ngốc. Sao bỗng nhiên lại mạnh mẽ như vậy? Thiếu gia, có cần tôi ra tay không? Chỉ với ngươi. Ngươi có phải não lợn không? Hắn ta bây giờ còn có thể đánh bại kiếm thánh. Cậu đi là để chết à? Cậu chết không sao? Nhưng nếu điều tra ra tôi thì sao? Cậu chịu trách nhiệm được không? Xin lỗi tiểu thiếu gia, tôi suy nghĩ lỗ mãng. Trời có sập xuống, còn có ta đỡ. Lo gì, phụ vương anh minh chuyện của lâm phong cha đã nghe nói rồi không ngờ thằng nhỏ này giấu giếm nhiều năm âm mưu sâu xa đến thế giấu giếm phải chăng trước đây những hành vi của hắn đều là lừa người còn không nhìn ra sao một người làm sao có thể thay đổi nhanh đến vậy trong thời gian ngắn nhưng hắn nhưng hắn rõ ràng là lợi dụng cơ hội dù hắn dùng thủ đoạn gì dù sao cũng không thể để nó tiếp tục xảy ra đại chu không cho phép xuất hiện thêm một trấn bắc vương nữa nhưng tên ngốc này bây giờ có Trấn Bắc Vương ủng hộ. Người dưới cũng càng coi trọng hắn. Trấn Bắc Vương đã được điều đến Bắc Biên bảo vệ. Về phần bệ hạ, còn trẻ, hiện tại tại triều đình, tiếng nói của ta vẫn còn trọng lượng. Lâm Phong muốn can thiệp vào chính sự, còn xa lắm. Vậy Phụ Vương, định xử lý thằng ngốc này thế nào? Hắn không phải đã nhận bảy nhiệm vụ sao? Hiện tại, cũng chỉ mới hoàn thành được hai, sẽ có lúc thất bại thôi. Có lẽ là nhiệm vụ tiếp theo, hắn sẽ thất bại thảm hại. Phụ Vương nhìn xa trông rộng, đến lúc đó, hắn khó lòng chối cãi. Chúng ta lại hạ bệ hắn. Có lẽ nhiệm vụ tiếp theo, hắn không thể trở về nữa. Sư muội, muội có nghĩ rằng ta thật sự đã đánh giá sai Lâm Phong không? Tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên như vậy? Thật là khó hiểu có lẽ là do may mắn thôi để xem anh ta còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành anh ta không thể may mắn mãi được đúng vậy ta thấy hắn không có nhiều tài năng thật sự những lần thành công đều có lý do khác nhau chỉ một hai lần thành công mà thôi anh ta đã tự cho mình là cái gì chứ hoàn toàn không xứng với tỷ kiêu ngạo tự mãn sớm muộn gì anh ta cũng sẽ gặp họa tôi thấy lâm phong không phải là một người thường nếu như tỷ đã không cần thì đừng trách muội giành mất Gì vậy, bệ hạ? Sao ngươi vào được đây? Không phải người gọi thần vào sao? Không được nhìn. Ngươi còn nhìn. Chưa có lệnh của ta ai cho ngươi vào, mau đóng cửa, phải phải, tôi 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 đóng tôi đóng. Bệ hạ. Ta bảo ngươi ra ngoài. Còn quay lại làm gì? Bệ hạ, thần sẽ ra ngoài ngay, cút. Lâm Phong, lần này đánh bại thánh kiếm, Ngươi đã lập được công lớn, nói đi, ngươi muốn chấm ban thưởng gì? Thần muốn. Xin bệ hạ đi cùng thần tối nay được không? Bạch Phượng thiến hắn. Vâng, không thể không thể. Chưa nói hết câu. Thần muốn đi xem phim với bệ hạ. Xem phim? Đó là thứ gì? Có thể hiểu đó là một loại kịch. Ra là vậy, chỉ có thế. Bệ hạ, hãy cho thần đi cùng. Thần thấy cậu ta ý không tốt, thần cảnh báo hai người một chút thứ phim này là một bộ phim kinh dị nếu như hai người sợ chết thần không quản đâu ta đã thấy hàng ngàn quân tử trận ta còn sợ nữa sao ta là một cao thủ võ thuật không có gì làm cho ta sợ hãi được được rồi đợi đấy ngồi xuống ngồi xuống Lâm Phong. Ngươi chạm vào ta phải không? Bạch Phượng. Bạch Phượng. Lâm Phong, ngươi đã đại kiếm thánh. Làm dạng danh võ thuật đại chu, hôm nay ta phong ngươi làm đại tướng quân. Cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ. Không thể. Ý của tể tướng là gì? Lâm Phong, mới được phong làm đại học sĩ Hàn Lâm, bây giờ lại ngay lập tức phong làm tướng quân thần e mọi người không phục lâm phong đã đánh bại kiếm thánh chẳng lẽ chưa đủ làm các ngươi vừa lòng sao đó chỉ là đánh bại một tên hào kiệt giang hồ mà thôi không tính là công lao quân sự lão thừa tướng ông thật là nói không biết ngượng nếu dễ như thế sao ông không kêu con trai mình đi làm trên triều đình chưa đến phiên ngươi nói ông vẫn còn biết đây là triều đình à tôi hỏi ông ở trên triều đình này ai quyền lực nhất tất nhiên là bệ hạ biết là tốt rồi vậy khi bệ hạ quyết định lúc nào đến phiên ông chỉ trích bệ hạ ta là quan lớn tổng quản triều chính tất nhiên phải khuyên nhủ để tránh cho bệ hạ đưa ra quyết định không phù hợp tại sao lại không phù hợp trên hoàng bảng viết rõ ràng ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thăng chức phong tước thậm chí được phong hầu bái tướng nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi thì sao ông muốn bệ hạ thất hứa sao nói đến nhiệm vụ hoàng bảng người đã hoàn thành được bao nhiêu trên đó có giới hạn về thời gian người hãy nhớ nhiệm vụ thứ năm trừng trị phỉ tây sơn chỉ còn 10 ngày nữa nếu ngươi không hoàn thành sẽ bị xử thế nào ông đợi đấy mà xem chỉ là trừ trị một bọn thổ phỉ không cần 10 ngày bệ hạ hai ngày là xong và không cần một quân một tốt được người trẻ tuổi có ý chí bệ hạ cũng nghe thấy rồi các quan văn võ chứng kiến xem lâm phong làm thế nào không cần một quân một tốt hoàn thành nhiệm vụ trừ phỉ lâm phong ngươi còn có 10 ngày tại sao lại rút ngắn xuống còn hai ngày người quên mất lời hứa bảy ngày rồi sao thời gian của thần rất quý giá chỉ là vài tên cướp núi mà thôi có thời gian đó thần còn làm vài lần spa cho người còn hơn lâm phong có lẽ ngươi thực sự không biết những tên cướp tây sơn kia nguy hiểm thế nào chúng có hàng ngàn tên chiến binh tinh nhuệ trang bị đầy đủ thủ lĩnh còn là một cao thủ và địa hình hiểm trở dễ phòng khó công tướng lĩnh tây sơn từng phái ngàn quân tinh nhuệ đều bại trận thế tử đại nhân bệ hạ nói quả không sai những tên cướp núi đó rất khó đối phó thời gian 10 ngày cũng rất gấp gáp nếu không những vị tướng lớn đã nhận nhiệm vụ rồi sao họ có thể nhận nó bệ hạ không cần suy nghĩ nói hai ngày là hai ngày được rồi nếu như ngươi đã quyết định thì ta cũng không khuyên ngươi nữa ta có thể điều cho ngươi năm ngàn binh mã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ không cần đâu thần đã chuẩn bị sẵn sàng không thể thất bại việc trừ cướp không phải chuyện lớn việc đánh bại kỵ quân thổ nhĩ kỳ mới là chuyện quan trọng chỉ là một đội quân mà thôi Người yên tâm, thần đảm bảo sẽ đánh tan bọn họ. Nếu ngươi thực sự đánh bại được bọn họ, ta sẽ phong ngươi làm hầu tướng, đó không phải là chuyện khó, thần không quan tâm đến quyền lực. Thần không hứng thú, vậy ngươi muốn gì? Vì thần muốn nói chuyện gì, người không biết sao? Ngươi Muốn chết Người nói xem, nam chưa cưới nữ chưa gà, tại sao lại không được? Được nếu ngươi thật sự đánh bại được hai mươi vạn quân đột quyết, ta sẽ gả cho ngươi là được chứ gì, bệ hạ, xin người hãy cân nhắc, không phải chuyện của cô. ngài là bệ hạ, lời nói như ngàn vàng, chúng ta đã đồng ý, ta sẽ giữ lời hứa của mình. bệ hạ, hiện tại là ngày thứ hai rồi, tên nhóc này chưa có bất kỳ động tĩnh gì, rõ ràng là lừa dối, xin bệ hạ trừng phạt nặng. từ xa đã nghe thấy có người nói xấu ta. lâm phong người nói là sự thật năng lực của ta làm sao ngài có thể tưởng tượng được bệ hạ để hoàn thành nhiệm vụ lần này thần chỉ cần vài người xin phiền bạch phượng đại nhân đi cùng tôi một chuyến lâm phong người đang nói gì vậy thế tử đã điên rồi à vài người đi trừ cướp điều này khác gì tự sát thế tử đại nhân anh đánh giá quá cao tôi rồi dù tôi là một võ sư nhưng cũng không thể địch lại hàng nghìn quân hơn nữa thủ lĩnh của bọn cướp cũng là một võ sư cô hiểu lầm rồi. Tôi mời cô đi, chỉ là làm chứng cho tôi. Để tránh ai đó lại nói tôi lừa. Thật sao? Tôi lừa cô làm gì? Cô như vậy, sau khi đến đó, nếu cô thấy nguy hiểm, cô có thể chạy trước. Nhưng thật xin lỗi phải nói ra. Tôi không thể tự giao mạng cho anh được. Được. Thế tử. Thật sự là anh hùng tuổi trẻ. Nếu thành công. Vi thần. Đồng ý phong anh làm tướng quân. Ông thật là mặt dày. Chức tướng quân này vốn là của tôi. Tôi cần sự đồng ý của ông sao? Ngươi anh không có bất kỳ công trạng quân sự làm sao có tư cách làm tướng quân các vị đại thần các ngài nghĩ sao tể tướng nói có lý chuyện phong tướng quân thế tử hãy chờ thành công rồi hãy bàn nếu như thất bại khẩn xin bệ hạ thu hồi trước đại học sĩ hàn lâm và trừng trị nghiêm khắc bệ hạ thần tự nguyện nhận nhiệm vụ đi tây sơn trừ cướp vốn là để trừ hại cho dân lời qua miệng tể tướng lại trở thành con cờ tranh quyền đặt lợi bệ hạ hành động này của tể tướng làm chạy lòng những người lương thiện chính trực như thần lý tể tướng đừng đi quá xa thành tích của lâm phong sao ngài có thể xóa bỏ chỉ bằng vài lời nói ngay từ đầu anh ta coi thường tất cả cố tình xé hoàng bảng có liên quan đến người khác nếu như mọi người đều bắt trước anh ta xé bảng mà không bị trừng phạt thì sẽ không còn quy tắc nào luật pháp đại châu uy nghi hoàng gia ở đâu? Được rồi lão bất phu. Đừng nói mãi về đạo đức nữa. Ông không phải muốn thấy tôi thất bại sao? Như thế đi, ông có dám cá cực lớn hơn không? Nếu tôi thua, tôi tự nguyện từ bỏ mọi chức vụ và tước vị, biến thành dân thường. Nhưng nếu ông thua, tôi không cần gì khác, chỉ cần một năm lương của phủ tể tướng. Thế nào? Biến thành dân thường. Được. Tôi cá. Bệ hạ làm chứng. Khi đó lâm phong. Đừng mong lừa dối. Tôi sao phải lừa dối? Làm sao ông chắc chắn mình sẽ thắng? Không phải sao, không dẫn quân đi mà muốn thành công. Đó không phải là viển vông sao? Ông cứ chờ xem, à đúng rồi, chuẩn bị sẵn lương một năm của ông đi nhé." Nực cười. Anh nên suy nghĩ, khi trở thành dân thường, sẽ lang thang xin ăn trên đường. Lâm Phong, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Bệ hạ, thần không hề hồ đồ, người xem có người đưa tiền đến, thần không nhận thì thật thiếu lịch sự, phải không? Bệ hạ, vậy thần xin về chuẩn bị để khởi hành. Lâm Phong, vừa nãy trên thượng triều, chậm không tiện nói nhiều, nhưng bây giờ không còn ai ở đây, ta cần nói rõ với ngươi. Bệ hạ cứ yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, những tên cướp núi Tây Sơn không phải dạng vừa, họ có trang bị tốt, đào tạo bài bản và rất có thể có sự móc nối với lực lượng lớn, không thì sao họ có thể ngang ngược như vậy? Lâm Phong. Lời bệ hạ nói rất đúng. Hàng ngàn binh sĩ tinh nhuệ cũng khó đối phó với bọn cướp, dù anh có một số phương tiện mạnh, nhưng một mình anh khó lòng đối đầu với họ, bệ hạ thật là anh minh. Thậm chí đoán được bọn cướp có người đứng sau. Thực ra tôi cũng đoán ra rồi, chậm cũng phát hiện một chút, manh mối thôi. Anh phát hiện ra rồi sao, là, thế lực nào? Dám ngang nhiên như vậy. Lực lượng đứng sau chính là. Tể tướng hiện tại. Cái gì? Tôi nói triều đình có loại sâu mọt như thế, lại còn có kẻ thù ngoại xâm, không phải muốn làm bệ hạ mệt mỏi, cũng muốn giúp bệ hạ giảm bớt lo âu, nhà ngươi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ những chuyện này, đó là chuyện bình thường mà. Lâm Phong không có bằng chứng không thể nói bừa nếu không ta cũng không giúp được anh biết rồi vợ hoàng đế gọi bậy gì thế hay là chúng ta nói về chuyện của tể tướng đi đó chỉ là suy đoán của anh điều này gần như là làm phản tể tướng dám làm việc lớn như vậy tôi biết các người sẽ không tin nhưng tôi sẽ sớm có bằng chứng đợi tôi đánh chiếm đỉnh núi tây sơn rồi nói sau lâm phong anh có cần bệ hạ âm thầm hỗ trợ thêm người không không cần nhưng theo dự đoán của tôi, tể tướng chắc chắn sẽ cử người, theo dõi sau lưng chúng ta. Tôi sẽ chơi một trò với họ. Phụ vương, theo con nghĩ, nữ hoàng chắc chắn sẽ bí mật giúp đỡ Lâm Phong, vậy nên lần này, không thể để Lâm Phong, độc chiếm hết công lao. Cha đã sớm tính toán, vì thế lần này giao con dẫn người theo dõi. Muốn gian lận, không phải dễ dàng. Phụ vương sáng suốt, đợi Lâm Phong gặp họa. Và bị trừng phạt, khi quay về, con sẽ nhanh chóng đánh bại bọn cướp gánh vác công lao của vị tướng. Cha ơi, nhưng bọn cướp đó không dễ đối phó. Không có 10.000 binh sĩ tinh nhuệ, e là sẽ gặp bất lợi, yên tâm, bọn cướp sẽ hợp tác với con. Con thực sự nghĩ cha, muốn con tiêu diệt hết bọn cướp sao? Chỉ là diễn một vở kịch. Con hiểu rồi, có công lao. Cưới công chúa Trường Lạc. Càng dễ dàng hơn, công chúa Trường Lạc là gì? Dù là nữ hoàng. Sau cũng phải nghe theo cha con ta. Cha thật sáng suốt. Con tầm nhìn thật là hạn hẹp. Sư tỷ, tỷ nghĩ lần này Lâm Phong có thành công không? Dựa vào năng lực của anh ta, tất nhiên là không thể, anh ta lúc này chắc đang suy nghĩ, những mưu kế gian trá, muội thấy bệ hạ khá yêu quý anh ta. Có thể, bệ hạ sẽ bí mật giúp đỡ, ta không hiểu tại sao bệ hạ lại tin tưởng kẻ như hắn. Nhưng lý tể tướng, sẽ không dễ dàng bị lừa đâu. Chắc chắn sẽ cho người theo dõi. Nếu lần này Lâm Phong hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh hắn không phải người tầm thường tôi phải hành động ngay từ bây giờ lâm phong chỉ có ba chúng ta đi truy quét hàng nghìn tên cướp thế nào sợ hả cô không phải là đại cao thủ sao dù sao tôi cũng không đi tự tử với anh nếu anh muốn chạy trốn tôi có thể dẫn anh đi những tên cướp mới là người muốn chạy trốn thiếu gia chắc chắn sẽ thắng tôi thật không hiểu các người lấy đâu ra tự tin nhìn không biết tưởng các người đi du lịch núi rừng những thứ này không phải đã chỉ hai người cách sử dụng rồi sao những cục sắt vụn này làm sao có thể mạnh như thế được cứ đợi xem kịch hay đi quả là mạnh miệng tôi muốn xem anh làm thế nào phô diễn sức mạnh nhiệm vụ lần này của thiếu gia chúng tôi không gọi anh đến tất nhiên là đến chứng kiến thế tử đại nhân của các người làm sao không dùng một binh một tướng mà có thể tiêu diệt hàng nghìn tên cướp lý đại công tử anh không đến để xem trò đùa của tôi chứ hay theo dõi tôi xem tôi có gian lận không cứ chăm chú nhìn đi đừng sợ ướt quần lâm phong nếu bị bọn cướp chặt thành từng mảnh thì quả thực sẽ làm cho cô hầu gái của anh sợ hãi nhưng anh yên tâm đợi sau khi anh bị hại tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt các người là ai đứng lại cho tôi chúng tôi đang đứng đây mắt có mù không dám nói chuyện với đại ca của chúng ta như vậy không muốn sống nữa à nói chuyện lịch sự một chút ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng làm chúng ta giống cướp bóc dạ đại ca chúng ta là người có văn hóa đi quy tắc của chúng ta nói cho họ biết cây này do tôi trồng đường này do tôi mở muốn qua đường này hãy để lại tiền mua đường ý anh là muốn cướp của à lời này sai rồi chúng tôi thu phí trồng cây và sửa đường làm cướp mà cũng có ý tưởng thế nếu ở thời hiện đại anh chắc chắn là người tài năng ta cho các ngươi một cơ hội lập tức ra lệnh cho người của anh bỏ vũ khí đầu hàng anh có quyền giữ im lặng nhưng mọi lời nói của anh tôi sẽ không nghe ý này là gì bảo chúng tôi đầu hàng bảo chúng tôi đầu hàng chỉ với vài người bọn ngươi muốn hàng nghìn tinh nhuệ của chúng tôi đầu hàng điên rồi có vấn đề à tôi nghĩ anh mới là người có vấn đề đại ca để tôi xử lý thằng nhóc này trước không vội chúng ta thuyết phục bằng đức hạnh chàng trai trẻ tôi cho anh một cơ hội nữa anh suy nghĩ lại đi tốt nhất các anh đừng hành động nhìn thấy những thứ này chưa pháo có thể làm nổ tung cả doanh trại của các anh chỉ là một đống kim loại này não các ngươi có vấn đề à người đâu lên cho ta hãy giết hết đàn ông còn phụ nữ đưa hết lên núi làm vợ tấn công chờ đã ta chỉ đi ngang qua đây không liên quan gì đến bọn họ lâm phong anh đừng có kéo tôi vào Tôi không liên quan. Dừng lại. Ngươi có biết cả ngọn núi này là lãnh thổ của ta. Kể cả mạng của ngươi. Anh biết bố tôi là ai không? Thế ngươi có biết bố ta là ai không? Ngươi, tên thổ phỉ này. Ngươi dám đánh ta? Phụ thân ta là thái sư triều đình. Ngươi to gan. Anh là con trai của thái sư ư? Đúng thế không sai. Thì ra là Lý công tử. Đều là người nhà chúng ta đều là bạn bè, hiểu lầm thôi, hiểu lầm, bây giờ mới biết là hiểu lầm à. Công tử, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, thật không ngờ. Lý công tử còn có một nhóm bạn là cướp. Lý dạ, làm sao anh lại quen biết những tên cướp này? Đều là lời nói vô căn cứ của anh ta, làm sao tôi có thể quen họ, anh hãy nói rõ ràng cho tôi, tôi và Lý công tử hoàn toàn không quen biết. Anh tưởng chúng tôi mù à, làm sao thủ lĩnh một băng cướp, lại để người ta tắt mình, nếu là người khác, anh đã xé xác họ rồi phải không, cô nghĩ sao, Bạch Phượng, lý dạ người dám cấu kết với sơn tặc đây là hành vi làm phản cô cô đừng vu khống tôi dám vu khống người tốt đừng trách tôi không khách sáo người đâu lên thiếu gia tôi bảo vệ anh cô nghĩ thiếu gia nhà mình có thể giết chết thánh kiếm lại cần cô bảo vệ à vậy khả khả không phải sẽ rất vô dụng sao sao lại vô dụng cô có ích lắm cô vừa cho tôi ăn nho còn gì Ta đùa thôi. Cách sử dụng vũ khí này, ta đã dạy hai người rồi. Vâng, thiếu gia. Tên nhóc ngốc nghếch này, chỉ với mấy thứ này, ta xem ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, nếu như ngay bây giờ ngươi quỳ xuống xin ta và liếm sạch giày cho ta, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tôi lại nghĩ cậu sắp phải quỳ xuống rồi đấy. Ngươi sắp chết vẫn còn già mồm. đây là trời phạt sao đây là chiêu thức của thánh nhân thánh nhân tiểu nhân có mắt như mù xúc phạm thánh nhân xin thánh nhân tha mạng xin tha mạng xin thánh nhân tha mạng lâm phong anh không phải là thánh nhân thật đấy chứ nếu cô nghĩ thế cũng không phải là không đúng không thể nào sao ngươi làm được như thế lúc nãy không phải bảo tôi quỳ sao sao bây giờ lại quỳ ở đấy ngươi không thể giết ta cha ta là thái sư ngươi không thể giết ta nói đi cậu và cha cậu có phải đã cấu kết với bọn cướp không? bọn cướp núi này là những người được cậu và cha cậu nuôi đúng không? Ta không phải còn không nhận sao? người ngươi dám ngươi không thể giết ta, bạch phượng đại nhân. tôi tôi trung thành với hoàng đế bệ hạ. cô không thể để anh ta hãm hại người trung nghĩa, bạch phượng đại nhân. nếu anh vô tội đương nhiên sẽ không bị trừng phạt nhưng nếu như anh thực sự cấu kết với bọn cướp thì chết cũng không đền hết tội. những tên cướp có văn hóa hãy nói đi ta nói cho các ngươi biết đây là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót hãy tận dụng nó tôi nói tôi nói đây là ai kẻ cầm đầu lũ trộm cắp cũng dám bôi nhọ quan viên triều đình người đâu chém hết bọn chúng cho ta cha cuối cùng cha cũng đến Lâm Phong vừa mới sử dụng thủ đoạn, anh ta Suýt thì đã giết Nhi thần. Đừng lo, có ta ở đây, không ai có thể làm hại đến con. Cha, hãy cẩn thận, anh ta lắm mưu ma trước quỷ, cái thứ quái gở kia. Vừa rồi chỉ một phát, nó đã phá hủy cả thành trì phía sau. Cha đã quan sát kỹ rồi, cái thứ sắt này có vẻ chỉ tấn công từ xa. Lâm Phong, ta nói không sai chứ? Đoán sai hay đúng không quan trọng tôi hỏi ông này lũ cướp này là do tôi đánh bại bây giờ ông giết chúng có phải đang cướp công lao của tôi không ta chỉ là trừ họa cho dân lũ cướp làm nhiều chuyện ác đáng chết ta không làm gì sai cả thật sao sao tôi lại cảm thấy ông như đang giết người để bịt miệng vậy lâm phong ngươi đã làm nên công lớn nhưng không có bằng chứng mà vu khống ta ta cũng có thể kiện lên bệ hạ hỏi tội ngươi bạch phượng hãy vào danh trại kiểm tra xem xem có bằng chứng gì không nếu không lát nữa thái sư đốt cháy cả doanh trại phá hủy bằng chứng thì không hay đâu được tôi sẽ vào doanh trại kiểm tra một chút lâm phong bổn vương đã coi thường anh rồi anh cũng đã chứng minh được tài năng của mình tại sao còn phải đối đầu với tôi chúng ta nên cùng nhau hợp tác không phải tốt hơn sao quả thật là cái bụng của thái sư tốt thật tôi vừa mắng ông như vậy ông không giận tôi vẫn có thể bình tĩnh đàm phán với tôi chỉ có lợi ích là vĩnh cửu không có kẻ thù mãi mãi cha tôi sẽ hợp tác nếu như ông làm thú cưng của tôi thì được ngươi thật hỗn sược dám nói chuyện với cha ta như vậy lâm phong anh có tin tôi có thể ra lệnh giết anh ngay bây giờ không cho dù bệ hạ cũng không thể làm gì tôi ai dám bắt nạt chủ nhân tôi sẽ đánh kẻ đó ai dám bắt nạt chủ nhân tôi sẽ đánh kẻ đó đừng 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 có làm bậy chủ nhân cô cũng ở đây nếu cô dám đánh tôi anh ta cũng chung số phận chủ nhân của tôi có phép thuật bảo vệ chẳng sợ gì cả này khả khả cô nói cũng đúng đấy nhưng mà phép thuật của ta không thể sử dụng nhiều lần tốn nhiều năng lượng lắm như vậy dễ dàng cho họ quá lâm phong lần này anh đã lập được công lớn sau này sẽ không còn ai ngăn cản vị trí tướng quân của anh kể từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là lâm tướng quân đã tìm thấy chứng cứ chưa thực sự đã tìm thấy một số chứng cứ tìm thấy chứng cứ thì tốt nhanh cho ta xem xem rốt cuộc là kẻ to gan nào cấu kết với cướp những chứng cứ này rất quan trọng tôi phải mang về trình tấu bệ hạ nếu thái sư muốn xem hãy về xin phép bệ hạ thái sư quả là người quan tâm đến đất nước và muôn dân bổn vương lại lo rằng ghế tướng quân của lâm phong này chưa kịp ấm đã phải rời đi theo ta biết lâm tướng quân đã đắc tội với gao ly thổ nhĩ kỳ và kỵ binh tộc ba quốc gia này là những đất nước hùng mạnh hiện giờ rất không hài lòng với đại chu vậy thì sao họ có dám xâm lược chúng ta không anh còn giả vờ không biết sức mạnh của kỵ binh tộc đến đâu tạm thời không nói hải quân fusion thì là nhất thiên hạ thống trị đông hải ngay cả đại chu cũng bất lực không thể làm gì cái đống sắt nát của anh dù mạnh mẽ nhưng có thể ra khơi được không sao ông biết cái đống sắt nát của tôi có thể ra khơi được lâm phong người đừng nói khoác nhiệm vụ khó nhất trên bảng hoàng là diệt trừ hải quân phúc fusion thời gian còn lại cho ngươi không nhiều sư tỷ tin mới nhất lâm phong đã tiêu diệt cướp tây sơn chiến thắng trở về cái gì sao trấn vương bắc có nhiều binh mã như vậy để trợ giúp anh ta chứ sao anh ta có thể chiến thắng có lẽ anh ta thật sự đã dùng một bí kíp mạnh mẽ chăng không thể nào ta hiểu rồi chắc chắn là bệ hạ đã âm thầm giúp đỡ anh ta chắc là anh ta đã cho bệ hạ dùng thứ gì rồi không được phải đi tìm hoàng tỷ dù lâm phong dùng cách nào miễn là có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng bảng, đủ chứng minh sức mạnh và tiềm năng của anh ta, tôi cũng phải nắm bắt cơ hội này, khiến gạo đã nấu thành cơm. Hoàng tỷ, tại sao người lại giúp đỡ Lâm Phong chứ? Một kẻ chỉ biết mưu mô xảo quyệt, anh ta không xứng đáng với sự quan tâm của bệ hạ. Ai nói với muội rằng ta đã lén giúp Lâm Phong? Nếu không phải bệ hạ giúp anh ta, làm sao anh ta có thể chiến thắng, hoàng muội? Tại sao muội luôn có thành kiến với Lâm Phong vậy? Muội, Lâm Phong chắc chắn là một thiên tài anh ấy có rất nhiều phương pháp khó tin ta thậm chí đã nghĩ anh ấy là người mà trời phái đến để giúp ta trần an bờ cõi hoàng tỷ muội nghĩ là người đã bị mê hoặc rồi hủy hôn với lâm phong sẽ là quyết định muội hối tiếc nhất muội cứ chờ xem muội không bao giờ hối tiếc anh ta sớm muộn gì cũng lộ nguyên hình tin muội đi hoàng tỷ anh ta thực sự không thể giúp người giữ yên bờ cõi ngược lại lý công tử nhờ vào sự hậu thuẫn của phủ thái sư mới thực sự là trụ cột chính của triều đình vậy sao ta khuyên muội nên ít tiếp xúc với họ hơn và cả lâm phong nữa muội cũng đừng làm phiền anh ta nữa tại sao bởi vì muội không coi trọng lâm phong nhưng ta coi trọng anh ấy lý do đó đã đủ chưa lui đi ta mệt rồi chúc mừng lâm tướng quân chiến thắng trở về chỉ may mắn thôi anh đừng khiêm tốn nữa ở đây không có người ngoài chúng ta bây giờ có vẻ là một gia đình phải không nếu anh sẵn lòng cưới công chúa trường lạc chúng ta không phải là một gia đình sao chúng ta có thể thảo luận về việc đổi người khác không hiện nay trong hoàng thất ngoài trường lạc gia chỉ còn ta và hoàng thái hậu anh muốn đổi ai thái hậu thì không được rồi thôi hãy nói chuyện chính đi bạch phượng hãy nói cho bệ hạ nghe về những gì chúng ta thu được lần này bệ hạ lần này trong việc diệt phỉ chúng tôi đã tìm thấy một số bằng chứng chứng minh rằng những tên cướp này có thông đồng với các đại thần trong triều đưa ta xem những bằng chứng này chỉ có thể buộc tội một thượng thư bộ hình hoàn toàn không thể buộc tội thái sư chỉ có thể trách ông ta về tội quản lý không chặt chẽ rõ ràng là chuyện này là do lý thái sư làm sự việc này sao ta không biết chỉ là thái sư đã làm việc ở triều đình nhiều năm có ảnh hưởng rất lớn đồng minh đông đảo nếu như quyết tâm trừng trị ông ta chắc chắn sẽ gây ra biến cố lớn nghe nói có mấy quốc gia đang dục dịch muốn hành động các đại thần trong triều có vẻ không hài lòng với thần quốc gia thổ nhĩ kỳ sau khi mất đi sáu thành chi luôn tỏ ra bất mãn đang tìm cơ hội xâm lược, muốn chiếm lại các thành trì, vương quốc Fusion vô cùng hung ác. Hoành hành ở Hoa Đông. Thậm chí, muốn lợi dụng cái chết của kiếm thánh để làm lớn chuyện. Họ muốn dùng hai sự việc này để quy tội cho thần. Ta đang muốn nhắc nhở anh, ngày mai trên buổi thượng triều, ta sẽ ban thưởng cho anh, một số đại thần có thể sẽ chống đối, thậm chí có thể luận tội cho anh. Nhưng anh đừng lo, có ta ở đây, họ không thể làm gì anh được. Tôi không lo lắng chuyện đó, tôi chỉ đang quan tâm một chút đến sức mạnh thực sự của đột quyết và Fusion. Thế mạnh của họ là gì? Có thông tin gì về họ không? Có thể cho tôi biết không? Anh muốn đối phó với họ, việc này phải suy tính kỹ lưỡng, không thể hấp tấp, họ không phải là như những tên cướp bình thường, đột quyết với kỵ binh nhanh như gió. May mắn là có cha anh, giữ vững biên cương phía bắc, tình hình mới có thể ổn định, nhưng hải quân của Fusion ở biển đông họ hoành hành. Lâm tướng quân, những thứ thần kỳ của anh dù rất mạnh, nhưng cũng không thể xuống biển được, phải không? Các người vẫn xem thường tôi phải không? Trước hết hãy cho tôi biết thông tin được không? Được, Bạch Phượng, hãy lấy thông tin đưa cho anh ấy. Vâng. Bạch Phượng, hãy chuẩn bị cho Lâm tướng quân một tách trà nhân sâm, bồi bổ bồ một chút, vâng. Quân đột quyết thì dễ xử lý, dù sao cũng ở trên đất liền, nhưng Hải quân Fusion thì khó khăn hơn, nếu chỉ là làm cho họ bỏ chạy, dựa vào hiểu biết của tôi về bọn họ, chắc chắn họ sẽ quay trở lại, phải một lần đánh bại họ, đánh cho họ sợ hãi, phải xây dựng một tàu sân bay, đây là một con số khổng lồ. Chỉ xem bệ hạ có sẵn lòng chi tiền hay không. Lâm tướng quân trà sâm của anh đây ạ. À. Nóng quá nóng quá. Các người đang làm cái gì thế? Không phải như người nghĩ đâu. Bệ hạ. Hiểu lầm rồi. Bạch Phượng, ta bảo ngươi bồi bổ cho lâm tướng quân, không phải bảo ngươi vắt kiệt sức của anh ấy. Bệ hạ, thần. Nếu anh thực sự thích Bạch Phượng. Ta có thể ban cho anh làm thiếp. Bệ hạ, Lâm tướng quân là thiên tài của Đại Chu, sao lại khiến anh ấy chịu thiệt được? Ngươi có thể làm thiếp cho anh ấy, đã là may mắn của ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Phong, ta đã ban Bạch Phượng làm thiếp cho anh, mong anh đừng vì chuyện tình cảm. Mà sao nhãng công việc quốc gia, nếu tôi từ chối, Bạch Phượng chắc chắn sẽ rất buồn, hơn nữa cô ấy có thân hình ngon như vậy, tại sao tôi phải từ chối? Vậy thì tôi cung kính không bằng nghe lệnh thưa bệ hạ tôi sẽ về chuẩn bị để sáng mai dự buổi thượng triều tôi xin phép ra về trước vậy để tôi giúp anh thiếu gia lưu như yên muốn gặp ngài có cần tôi từ chối cô ấy không cô ấy đến làm gì mời cô ấy vào xem cô ấy có chuyện gì thường dân bái kiến thế tử điện hạ cô là con gái của bộ trưởng bộ hộ không phải là thường dân lâm tướng quân vẫn giận về chuyện trước đó sao như yên có chuyện quan trọng chuyện gì muốn nói riêng với thế tử điện hạ có thể được không? Vâng. Lại muốn chơi trò kêu cứu à, hay có trò mới hơn? Dù tôi có kêu lên cũng vô ích. Đây là phủ của vương gia Trần Bắc. Thế tử gia có thể làm bất cứ điều gì. Cô trông cũng khá xinh. Nhưng tôi không muốn bẩn tay, tôi hoàn toàn trong sạch. Cô nghĩ tôi tin cô à? Tôi xin thề, chưa bao giờ để bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình, thế tử xem này, đây là dấu thủ cung sa của tôi. Ta làm sao biết được, có phải cô tự vẽ lên không? Cô với Lý đại công tử rất thân mật mà, tôi chỉ là bị ép buộc. Cha anh ta nắm giữ sự nghiệp của cha tôi, tôi buộc phải làm việc cho anh ta, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình, tuyệt đối không để ai chạm vào mình. Cô rất nguyên tắc. Không để ai chạm vào mình, thế tử điện hạ, có thể tự mình kiểm tra. Không thì có thể cho người hầu kiểm tra sự trong trắng của tôi dù cô có trong trắng thì sao điều đó ích gì tôi sợ cô sau lưng lại đâm tôi một nhát ba đời nhà tôi có lời thề độc sẽ trung thành với người đàn ông đầu tiên của mình nếu không sẽ bị xét đánh chết tôi biết là thế tử điện hạ không dễ dàng tin tôi cho nên tôi mang theo bằng chứng về việc thái sư nhận hối lộ thế tử xem đi cô thật dũng cảm cha cô có liên quan trong chuyện này cô muốn cha cô chết sao không tôi đang cứu ông ấy bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ cha tôi chỉ là chưa quyết định xử lý nếu như sự việc bại lộ cha tôi chắc chắn sẽ chết bây giờ thế tử được bệ hạ trọng dụng chỉ có thế tử mới có thể cứu mạng cha tôi tại sao cô dám đặt cược tính mạng cha mình vào tôi linh tính cô rất thông minh tôi ngưỡng mộ cô tình cờ là tôi đang rất rảnh rỗi không biết làm gì tôi muốn xem cô sẽ thể hiện thế nào hiểu rồi thiếu ra lâm phong em kể cho anh nghe một bí mật cô thì còn có bí mật gì nữa tôi thấy hết rồi đáng ghét không phải em mà là chị họ của em công chúa tôi không quan tâm đến cô ấy tôi không tin tỷ ấy đẹp và tao nhã quyến rũ như vậy người đàn ông nào không mê tỷ ấy tôi và cô ấy không hợp tôi không muốn lãng phí thời gian với cô ấy không mất nhiều thời gian đâu tôi nói cho anh biết chị họ em thích bị chinh phục anh càng mạnh mẽ chị ấy càng thích làm sao cô biết chúng tôi thường chơi với nhau mà thật không ngờ được bề ngoài lạnh lùng như vậy các người cũng chơi trò này à đó không phải là nghịch lý sao tôi đã là người của anh làm sao có thể lừa dối anh anh chỉ cần mạnh mẽ với tỷ ấy một lần tỷ ấy sẽ ngoan như cún con vậy nữ hoàng cũng thế à chuyện này thì tôi không biết nhưng mà nữ hoàng rất quan tâm đến tỷ của tôi chỉ cần anh chinh phục được tỷ ấy nữ hoàng chắc chắn sẽ yêu quý cả anh bây giờ tôi có phần tin lời thề độc của cô cô thực sự biết cách lo lắng cho chồng tôi sẽ thưởng cho cô một lần nữa có chút sức trẻ Suốt đêm vui chơi. Tối ngày quan hệ. Bệ hạ. Oan uổng quá. Tuổi trẻ thật tốt, không giống một số ông già, có tâm nhưng không có sức, hỗn láo, kim loan điện, là nơi tôn nghiêm, làm sao cho phép ngươi nói bậy, được rồi. Chuyện này hãy dừng lại ở đây, các đại thần còn việc gì muốn khởi tấu không? Khởi bẩm bệ hạ, gần đây quốc đột quyết thường xuyên. Tấn công biên giới phía Bắc, muốn chiếm lại 6 thành trì đã mất, dân chúng biên giới phải chịu cảnh lầm than không thể yên ổn và vụ việc kiếm thánh fusion đã bị giết hải quân fusion làm loạn ở khu vực hoa biển đông người dân ven biển lo sợ không yên tất cả đều do lâm phong gây ra bệ hạ thần nghĩ nên luận tội lâm phong xin bệ hạ hãy cho bắt lâm phong vào ngục cách chức để điều tra lâm phong hãy mau quỳ xuống nhận tội không có lý do muốn buộc tội tôi không quan tâm nếu không phải vì ngươi chiếm đoạt sáu thành trì của thổ nhĩ kỳ kỵ quân thổ nhĩ kỳ làm sao dám tấn công biên giới ngươi giết người vô tội phá hủy kiếm thánh danh tiếng của Fusion. Kiếm thánh là kiếm sĩ đáng kính, dẫn đến việc Fusion chút giận lên người dân biển Hoa Đông. Tất cả tội lỗi này đều do ngươi gây ra. Được được được, ông chơi tôi kiểu này à? Lâm Phong tôi đã giành được sáu thành trì cho Đại Chu, đó là công trạng mở mang bờ cõi, nhưng từ miệng ông phọt ra lại thành tội đồ. Về vấn đề Fusion làm loạn Hoa Đông, đó là chuyện đã diễn ra từ lâu rồi. Tại sao ông không nói là do ông quản lý Đại Chu không tốt mà lại đổ lỗi lên đầu tôi? Ngươi còn dám lời lẽ bao biện? Biên giới phía Bắc luôn yên bình, nếu không phải do ngươi, quân đột quyết làm sao dám tấn công? Vậy theo ông nói, chúng ta nên trả lại sáu thành trì này cho họ phải không? Đúng thế. Và ngươi cần phải, cúi đầu với hoàng tử đột quyết, xin lỗi ông ta, xin lỗi sao? Ông là thái sư của Đại Chu, làm sao ông có thể nói ra những lời này, ông còn có mặt mũi không? Tôi hỏi ông, tổ tiên của Đại Chu, mở mang bờ cõi, chiếm được hàng vạn dặm đất, có phải cũng cần trả lại cho những bộ lạc man dợ đó sao, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Được, tôi hỏi ông, sự bình yên của biên giới Bắc Phương là do ai mang lại? Là cha tôi. Bây giờ cha tôi vẫn đang bảo vệ biên giới, mà ông lại muốn xử lý con trai của ông ấy, ông muốn khiến tất cả những binh sĩ biên giới phải thất vọng ư, dựa vào công trạng của cha ngươi, cũng không che đậy được tội lỗi của ngươi. Thần tin bệ hạ, chắc chắn thưởng phạt phân minh. Vấn đề cấp bách là thảo luận cách đối phó với quân đột quyết và hải quân Fusion, chứ không phải tranh cãi vấn đề khác, nếu các ngươi có đề xuất hay, hay nêu ra, còn không, thì im lặng, bệ hạ, biên giới Bắc có vương gia Trần Bắc không cần viện trợ, nên tập trung lực lượng ở khu vực Đông Hải. Vương Tổng lãnh, lời ngài có lý, thần đồng ý. Báo Bệ hạ, có chuyện xấu rồi, vương gia Trần Bắc bất ngờ bị thương, quân biên giới Bắc đang loạn, sao lại thế được? Vương Trấn Bắc bị thương như thế nào, nghe nói trong quân có nội gián, đã đâm lén vương Trần Bắc, vương gia Trần Bắc bị bệnh cũ tái phát, có vẻ như là chứng thương kim kịch. Thương kim kịch Đó là căn bệnh không chữa được, hãy nhanh chóng phái thể thuốc đến, bằng mọi cách, phải cứu vương trấn Bắc. Vâng. Bệ hạ, quân biên phương Bắc không thể không có người chỉ huy, vi thần đề xuất giao quyền chỉ huy cho vương tổng lãnh giàu kinh nghiệm để quản lý quân trấn Bắc, thần sẵn lòng nhận nhiệm vụ. Tốt quá, chỉ vài lời nói, các ngài muốn cướp quyền chỉ huy của cha ta, thật bái phục, phải xét đến lợi ích chung, người trẻ tuổi không hiểu được điều này quốc gia một ngày không thể không có quân quân trấn bắc cũng không thể thiếu vắng tướng lãnh lâm phong anh muốn để biên giới bắc bị xâm lược sao nếu đã như thế thì tôi sẽ thay cha đi chiến đấu đánh bại quân đột quyết nói đùa một người chưa từng trải chiến trường thật sự nghĩ chỉ đánh bại mấy tên cướp nhỏ là có thể chống lại hàng vạn quân đột quyết sao nực cười bệ hạ không nên nghe lời cậu ta nói nhảm nếu giao 10 vạn quân vào tay cậu ta chắc chắn sẽ thất bại thảm hại lâm phong đây không phải là chuyện đùa Cậu thật sự biết cách chỉ huy quân chứ? Bệ hạ yên tâm, nhưng tôi không nói là cần 10 vạn quân, mà chỉ cần 10 người trung thành là đủ, chỉ cần 3 ngày huấn luyện sẽ đánh bại quân đột quyết. Lâm Phong, chuyện này, Lâm Phong à. Cậu lại nói nhảm gì thế? 10 người lính muốn đánh bại 10 vạn quân đột quyết. Chắc hẳn vì cha cậu nặng bệnh, đã làm cậu bị nghẽn não suy nghĩ không thông, Lâm Phong, chuyện này thật không thể tin được phải không? Lúc trước cũng không ai tin thần, nhưng cuối cùng thần vẫn làm được, được bổn vương cũng tin tưởng cậu vì cậu ta đã tự tin như vậy tại sao không lập một lệnh quân như thế lâm phong ngươi đừng làm loạn được thôi vậy thì thần lâm phong sẽ ở đây lập lệnh quân này nếu trong ba ngày thần không đánh lui quân đột quyết thần sẽ tự sát thế tử thật sự điên rồi sao mười người chống lại mười vạn quân tuyệt vọng đến mức tìm cách tự tử đó không phải là giải pháp rõ ràng là tuyệt vọng đúng rồi giải quyết chứng thương kim kịch và đánh bại quân đột quyết, đều là nhiệm vụ từ hoàng bảng. Bổn vương rất mong chờ xem Lâm tướng quân sẽ hoàn thành thế nào. Được thôi. Các ngài sẽ thấy. Bãi triều. Cậu hành động quá hồ đồ, ta làm sao giúp cậu đây? Đừng lo lắng quá, bệ hạ đội quân đột quyết đối với tôi thực sự không phải là vấn đề cậu có ý định sau khi đến biên giới bắc sẽ nhờ vào lực lượng của cha cậu để phản công không cần nhờ vào quân đội của cha tôi tôi thực sự chỉ cần 10 người nhưng phải đảm bảo họ hoàn toàn trung thành chỉ cần 3 ngày tôi sẽ huấn luyện họ để có thể đối phó với quân đột quyết được ta sẽ tin cậu thêm một lần nữa sẽ điều động 10 chiến sĩ giỏi nhất của hoàng gia cho cậu chỉ huy độ trung thành của họ hoàn toàn không phải bận tâm thế thì xin cảm ơn bệ hạ à đúng rồi bạch phượng lát nữa đi cùng tôi về phủ vương ra một chuyến trong phòng tôi có thứ quan trọng lâm phong ban ngày thế này cậu không thể kiềm chế một chút à lúc nguy cấp như thế này anh lại toàn nghĩ đến chuyện đó sao tôi nghĩ chuyện gì cơ không phải các người nghĩ sai sao tôi muốn lấy thuốc chữa bệnh cho cha tôi tôi còn có việc ở đây không kịp đến biên giới phía bắc cô giúp tôi đưa qua đó à hóa ra là vậy vừa rồi hai người nghĩ sang chuyện gì vậy đây là thuốc chữa chứng thương kim kịch và cách sử dụng cô chỉ cần làm theo hướng dẫn này cho cha tôi dùng thuốc đảm bảo sẽ khỏi bệnh lượng thuốc nhiều phần còn lại dùng cho các chiến sĩ cái gì anh thực sự có thuốc chữa chứng thương kim kịch đó là bệnh không thể chữa được mà cô nghĩ tôi có thể đùa cợt với mạng sống của cha tôi không lâm tướng quân anh thật là tài giỏi quá nếu lần này chữa trị chứng thương kim kịch thành công anh sẽ tạo nên một kỳ tích nữa đấy được rồi đừng khen tôi nữa không nên chậm trễ tránh làm chậm trễ việc chữa trị được thiếu gia, còn tôi thì sao? Cô cứ ở đây chờ tôi, tôi đi chuẩn bị một số đồ chơi, huấn luyện 10 người bảo vệ hoàng gia. Tất cả mọi người hãy nghe tôi nói, mặc bộ đồ tập này vào. Chuẩn bị bắt đầu tập luyện. Vâng. bắt đầu tập luyện kiểu tập luyện này thật sự hiệu quả sao thiếu gia đã hai ngày rồi chúng ta tập luyện như vậy thật sự có thể đánh bại quân đội quyết không đừng vội vàng việc tập luyện mới chỉ bắt đầu ôi thiếu gia chỉ còn một ngày nữa thôi mà chỉ bắt đầu một ngày là đủ đối phó những kẻ man dợ đột quyết thì dễ dàng tôi tin tưởng thiếu gia không làm được nữa sao nào Đây là những thứ tôi chuẩn bị cho các người, vũ khí tối thượng. Vương gia, sao ngài dậy rồi, ta cảm thấy khá hơn nhiều, thuốc của Phong Nhi thật kỳ diệu, thật vậy à, Lâm Phong thật là người tài giỏi. Vương gia, vương gia, vương gia, có chuyện xấu rồi, quân đột quyết đang tấn công dữ dội, quân ta sắp không chống cự nổi. Hỗn xược, ta sẽ khiến họ phải trả giá. Vương gia, bệnh của ngài, ta phải giết bọn khốn đó. Đi. Lâm Hiếu lão già, mau mau đầu hàng, quân đội quyết của chúng ta đã đánh chiếm ba thành, tiêu diệt 10 vạn quân, sắp sửa dẹp tan biên giới phương bắc của Đại Chu, nếu biết điều thì hãy quỳ xuống xin thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng, miễn là ta còn thở. Thì ngươi mơ. Bước vào lãnh thổ Đại Chu một bước. Đừng giả vờ nữa, ta đã sớm biết, ngươi mắc chứng thương kim kịch, căn bệnh này không thể chữa được. Ngươi sắp chết rồi. Thật may mắn, con trai ta có thuốc thần kỳ. Ta đã khá hơn rất nhiều, lại là Lâm Phong cái tên công tử bột đó, hắn chỉ giỏi lừa người mà thôi. Đừng nói dối nữa, nếu không tin. Cứ đến thử xem. Đừng phô trương, ta khuyên ông nên, giao nộp tất cả thành trì, nhượng 800 dặm đất. Nếu không, ta sẽ khiến đại chu, chìm trong biển máu. Mộng tưởng hão huyền, vương gia, lực lượng của chúng ta bây giờ, thực sự không thể chống đỡ. Chúng ta nên rút quân phòng thủ, nếu không thất bại, chắc chắn sẽ không thể cứu vãn. Vương gia, Lâm Phong đã bí mật huấn luyện, đội bảo vệ hoàng gia, tin rằng sẽ sớm đến hỗ trợ. Bảo vệ hoàng gia đều là cao thủ đánh địch trăm người, Lâm Phong đưa bao nhiêu bảo vệ hoàng gia đến hỗ trợ? Chuyện này. 10 người. 10? Bạch Phượng đại nhân, cô đang đùa sao? 10 người bảo vệ hoàng gia, làm sao có thể hỗ trợ được? Công tử bột vẫn là công tử bột, hắn tưởng chuyện này là trò chơi, dẫn theo 10 người bảo vệ hoàng gia để đến hỗ trợ, các tướng lĩnh nghe lệnh, toàn quân xuất kích, tiêu diệt toàn bộ quân trấn Bắc, rồi tiến xuống phương Nam để tấn công và chiếm đoạt, tiêu diệt đại chu. Lên chiến sĩ đại chu hãy cùng ta ra trận liệu hôm nay quân trấn bắc của ta có thực sự bị tiêu diệt tại đây không đây là thứ quái gì thế thứ tốt để lật ngược quân đột quyết đó lâm phong chỉ có hai người các ngươi tới đây tự tìm cái chết sao lâm phong ơi lâm phong ngươi muốn làm chọc ta cười chết sao chỉ dẫn mười người này đến à nếu mắt ngươi không có vấn đề thì chắc chắn chỉ có mười người nếu ngươi mang theo hàng nghìn cao thủ bảo vệ hoàng gia ta còn có thể sợ có vẻ như nữ hoàng của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi chỉ mười người này tới đây tự tìm cái chết sao đối phó với lũ gà như các ngươi mười người đã quá đủ rồi quân lính nghe thấy chưa hắn nói chỉ mười người có thể đối phó với mười vạn quân sắt của chúng ta ngươi muốn làm cho cười à ta nói cho các ngươi biết hôm nay là ngày chết của các ngươi tháp bạt vân nếu ta là ngươi bây giờ đã chạy trốn rồi hoang đường ta thấy ngươi đã bị mất trí rồi, đừng ở đây tỏ ra nguy hiểm nữa. ngươi nghĩ mấy lời dối trá như thế có thể làm ta sợ hãi sao? thật là nực cười. hôm nay ta sẽ dẫm nát các ngươi và ba nghìn dặm biên giới. phong nhi, đừng chơi ngu, mau rút lui. ta có thể dẫn quân cầm chân hắn. ngươi mau đi tìm viện binh. hôm nay ai dám làm tổn thương một sợi tóc của người, nhi thần khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. quân trấn bắc không cần hành động, chỉ cần 10 người bảo vệ hoàng gia là đủ. thế tử sao lại làm việc điên rồi thế này? hôm nay liệu quân trấn bắc của ta sẽ phải chết ở đây sao? Lâm Phong, ngươi hãy đi trước, tôi hỗ trợ cho anh. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuẩn bị, vâng, thiếu gia. Các chiến sĩ, ai bắt sống Lâm Hiếu và Lâm Phong sẽ được thưởng 10 vạn lượng vàng. Toàn quân sẵn sàng. Chuẩn bị giết địch. Bệ hạ không nên tin tưởng, Lâm Phong như vậy, bây giờ xem ra chỉ có thể cố gắng bảo vệ mạng sống cho anh ta, lên, khai hỏa. Chuyện này không thể, làm sao có thể? Hoàng tử, chúng ta rút lui thôi, nếu không toàn quân sẽ bị tiêu diệt, rút lui. Làm sao có thể? 10 vạn đột quyết, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, thế tử mang theo nhiều thần khí như vậy, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Đúng là nhân tài, không, có lẽ đã vượt qua khả năng của con người, Lâm Phong chắc chắn là tiên nhân chuyển thế, thế tử bất khả chiến bại, thế tử bất khả chiến bại, thiếu gia Tôi làm thế nào? Rất tuyệt vời. Thật ngại quá, nhiều người đang nhìn kìa. Các ngươi có ai thấy gì không? Ai ra? Chúc mừng vương gia, chúc mừng thế tử, lần này đại thắng quân đột quyết, vang danh đại chu, bệ hạ chắc chắn sẽ thưởng lớn. Phong nhi, ta không ngờ, con lại sở hữu, nhiều kỳ diệu như thế, nếu không phải thuốc thần của con cứu chữa, ta e rằng, mạng ta chắc không thể kéo dài. Phụ vương nói gì vậy, cha vì nước vì dân, công trạng to lớn, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Lần này chiến thắng lớn, có công của cha không? Tất cả đều nhờ vào công lao của một mình con, nếu không thì hậu quả khôn lường. Con mới là công thần lớn của Đại Chu. Những công trạng của Nhi thần tính là gì? An Bình trấn Bắc bao nhiêu năm nay đều nhờ cha trên chiến trường, thế tử và vương gia đều là công thần của Đại Chu, thế tử càng ngày càng tài giỏi, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ trên bảng hoàng, quả thực là kỳ tích. Nhắc đến nhiệm vụ hoàng bảng. Lâm Phong, mặc dù con rất có năng lực, nhưng đối với Hải Quân Fusion tuyệt đối không được xem thường. Thuyền của họ là nhất thiên hạ, bá đạo trên biển Hoa Đông, bất khả chiến bại, nghe nói gần đây họ lại nghiên cứu một loại pháo. Một phát có thể đánh chìm một con tàu lớn. Đống đồng nát ấy cũng gọi là pháo sao? Người yên tâm, con đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Thật sao? Thế tử, chiến đấu trên biển không giống trên đất liền, ngươi tự tin đến mức nào? Thiếu gia, trên trời dưới đất không gì không làm được, không có việc gì là thiếu gia không thể làm. Bạch Phượng, cô hãy học hỏi khả khả, chỉ là một đám phiêu nhỏ bé mà thôi, tôi vẫy tay là có thể diệt trừ bệ hạ vương trấn bắc mắc bệnh thương kim kịch đây là bệnh không thể chữa trị lâm phong muốn cứu chữa là hoàn toàn không thể và còn chỉ cần 10 người đã có thể xử lý vấn đề đây không phải chuyện đua vi thần đề xuất gấp rút phái tướng hàn đàm nhận nhiệm vụ toàn quyền chỉ huy quân trấn bắc mới có thể chống cự 10 vạn kỵ quân đột quyết đại tướng sẵn sàng nhận lệnh phải xử lý ngay nếu không biên giới trấn bắc sẽ gặp nguy xin bệ hạ chuẩn tấu khởi bẩm bệ hạ báo Khởi Bẩm Bệ Hạ, có tin vui từ trấn Bắc, nói nhanh, thế tử gia trấn Bắc đã đánh bại đội quân đột quyết, giành chiến thắng lớn, quân đột quyết bị thiệt hại nặng nề, binh sĩ thương vong nhiều, trong một thời gian dài không thể xâm chiếm lại, lãnh thổ phía bắc của Đại Chu sẽ được quốc thái dân an. Hãy nói chính xác chuyện gì đã xảy ra, cụ thể là Lâm Phong đã chiến thắng như thế nào? Lâm tướng quân chắc chắn là một vị thần tái sinh, chỉ với 10 chiến binh đã có thể đánh bại đội quân đột quyết, tan thành từng mảnh, không thể nào, chỉ với 10 chiến binh đã có thể đối phó với 10 vạn kỵ binh, chỉ có thể là các ngươi chỉ đang tưởng tượng có thể là ngươi nói láo ngươi còn muốn giữ cái đầu trên cổ nữa không bệ hạ vi thần xin thề những lời thần nói đều là sự thật dưới sự chỉ đạo của lâm tướng quân bất kỳ lời nói nào cũng có thể trở thành hiện thực thần nghĩ hắn đã bị mua chuộc mới dám nói như vậy dám nói dối trước mặt ta bay đâu đưa hắn xuống chặt đầu cho ta tôi cảm thấy như lý thái sư có vẻ như ông ấy không muốn nghe tin vui tại sao chẳng lẽ ông muốn trấn bắc sẽ thất thủ Lâm Phong, anh đừng gấp lửa bỏ tay người, tôi chắc chắn mong muốn Bắc Phương ổn định, nhưng việc đánh bại kỵ quân đột quyết không thể là công lao của anh được, vì sao lại nói không phải công lao của tôi? Vì miệng của ông nói à, ngươi. Sỉ nhục quan lại triều đình, tội không thể tha. Bệ hạ, không thể dung túng cho hắn ta, tôi cũng là quan, lại được triều đình chỉ định, hơn nữa, chính ông đã phủ nhận công lao của tôi trước, nếu có ai phải bị phạt thì người đó phải là ông, tất cả các quan triều đình hãy đánh giá công bằng, các ngài có tin tôi không? Chỉ với 10 người, đã có thể đánh bại một đoàn quân 10 vạn người. Đừng nói là 10 người, ngay cả 10.000 người để đánh bại 10 vạn kỵ binh cũng là một kỳ tích, trong lịch sử cũng được xem là hiếm có, điều này chắc chắn là huyền thoại. Lâm Phong, tôi có lý do để nghi ngờ, rằng anh đã thông đồng với quốc gia đột quyết, nếu không thì tại sao họ lại rút quân dễ dàng như vậy, trả trách anh lại mạnh như vậy, các ngài đừng vu khống Lâm tướng quân, chuyện này tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc chữa trị cho vua Trần Bắc cũng do tôi nhận lệnh từ Lâm tướng quân và tự tay giao đến. Tôi Bạch đại nhân, ngài đừng chứng thực cho tôi, ngài không sợ người ta nói, tôi đã mua chuộc ngài sao? Bạch Phượng đại nhân là người tin cậy của hoàng đế, chắc chắn sẽ không nói dối đúng không? Nhưng chỉ có hai người hợp tác. Còn ai khác chứng kiến? Tôi biết ông sẽ nói như thế, quân trấn Bắc, 10 vạn tướng lĩnh đều đã chứng kiến, họ cũng nói dối à? Điều này khó nói. Mọi người đều biết, quân trấn Bắc với vua Trần Bắc là tận tâm tận lực, nếu như thái sư không có bằng chứng Đừng suy đoán một cách vô căn cứ, Lâm tướng quân đã chữa trị cho nhiều tướng lĩnh bị thương kim kịch và đánh lui đội kỵ quân đột quyết, là công lao vô song, không ai có quyền phỉ báng. Bệ hạ, lão thần cho rằng chuyện này cần được điều tra kỹ lưỡng. Nếu không, tướng lĩnh triều đình thông đồng phản quốc, hậu quả khôn lường. Lý thái sư, trước khi ngài có bằng chứng, chuyện này không cần bàn thêm nữa, ta tự có quyết định, cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng. Lâm Phong, tiến lên tiếp chỉ, ngài liên tiếp lập công lớn, đầu tiên một mình tiêu diệt bọn cướp, sau đó lại dùng sức lực của mình đánh bại kỵ quân đột quyết nổi bật trong ba quân. Hôm nay ta phong ngươi làm hầu tước quán vô địch, cấp đất chín thành, thưởng 10 vạn vàng. Cảm tạ long ân. Bệ hạ còn có một phần thưởng quan trọng khác, tối sẽ nói sau, chúc mừng Lâm tướng quân. Bây giờ nên gọi là chúc mừng hầu tước. Này, lần này công lao của cô cũng không nhỏ, tối nay sẽ thưởng cho cô. Được. Sứ giả Fusion đến. Chào mừng Thái chính đại nhân. Sao hắn lại đến đây? Tên này là ai vậy? Anh ta tên là Kamedai, là Thái chính đại nhân của quốc gia Fusion, tương đương với chức vị thái sư. Tôi đến đây tìm nữ đế của các người, những người khác không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đi ra. Các người ngoài kia làm sao thế? Sao lại để chó chạy vào đây? Tên nhóc con, ngươi là ai thế? Không có phần ngươi nói chuyện ở đây, ba ca, tên nhóc này vừa nói gì vậy? sao ta không thấy con chó nào cả thái chính đại nhân ngài chính là chó đấy ạ à. bà ca ngươi dám chửi ta à? ngươi muốn chết hả tôi chỉ là phiên dịch thôi người chửi ngài là tên nhóc kia tên nhóc kia ngươi có biết ta là ai không biết chứ ngài không phải chó sao tức chết ta rồi ngươi xong đời rồi nữ đế đại chu ta ra lệnh cho ngươi lập tức xử tử tên nhóc con này phải chặt nó thành trăm mảnh cho ta gan dạ thật đấy còn dám ra lệnh cho bệ hạ của chúng ta nữ đế ngài có ra lệnh không ta không ra lệnh thì ngươi làm sao ngươi quên rồi sao giao kết giữa hai nước chúng ta tên tiện nhân này dám sỉ nhục ta đó là sự sỉ nhục đối với hoàng gia của các ngươi ta chưa từng nghe thấy lời nói vô lý như thế này người đã suy nghĩ kỹ chưa phá hủy tình bạn giữa hai nước chúng ta hải quân fusion của chúng ta sẽ không bảo vệ ở đông hải của ngươi lâm phong hãy quỳ xuống ngay lập tức và xin lỗi thái chính đại nhân ngươi muốn hại dân chúng đông hải và đại chu sao lão già à khả năng đảo ngược đen trắng của ông Thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngươi không phân biệt thượng hạ? Trong mắt ngươi Thái chính đại nhân là ai? Đó chính là thái sư của Fusion, dưới một người trên vạn người, còn là vị khách quý nhất của Đại Chu, mà ngươi vừa mới đến đã mắng người ta như một kẻ vô lại. Thật đáng xấu hổ. Tôi không phân biệt thượng hạ ư? Dân chúng Đại Chu của chúng ta là thấp hèn, còn hắn lại cao quý? Hỗn xược, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, chính là ngươi ngậm máu phun người, Lý thái sư. Tên nhóc này là ai vậy? Tại sao không thể xử tử ngay lập tức? Hậu quả tôi sẽ chịu thay ngài. Người này là Lâm Phong. Hắn đã giết chết kiếm thánh Fusion của chúng ta. Tên sát nhân này thật là to gan. Nữ đế, hắn phải trả mạng cho chúng tôi, điều đó không thể nào. Lâm Phong không phải là sát nhân, mà là người hùng vĩ đại của Đại Chu, ngươi chắc chắn không làm theo lời ta sao? Nếu nhà vua chúng ta nổi giận, ngươi dám đe dọa ta? Ta có đe dọa hay không? Trong lòng ngươi biết rõ. Nữ hoàng, ngươi cho rằng chúng ta Fusion không có sức mạnh đó sao? chỉ với nhà ngươi, mà dám lớn tiếng trước mặt ta. Bệ hạ, xin suy nghĩ lại, hải quân phiêu dần hiện tại, quả thực mạnh mẽ vô cùng, đại chu không phải là đối thủ của họ. Nghe thấy chưa, nếu nhà vua chúng ta tức giận, đưa quân đến tận cửa hoàng cung các ngươi, cũng không phải là chuyện khó. Hỗn xược Bệ hạ, phải coi trọng quốc gia. Chỉ cần xử từ một lâm phong, có thể đổi lấy hòa bình cho khu vực Đông Hải, và sự ổn định cho đại chu. Xin hãy cân nhắc, cần phải suy nghĩ kỹ. Lý thái sư, làm sao ngươi có thể lộn xộn được, huống chi anh ấy là đại công thần, theo ta, hắn chỉ là một kẻ gây tai họa mà thôi. Chỉ vì ngươi ăn nói hỗn xược, khiến quốc sư Fusion giận dữ, hậu quả này do chính ngươi gánh chịu. Ta có thể bồi thường cho sự bất kính của Lâm Phong. Ta sẽ ban cho ông vàng bạc châu báu, không không, không đủ, ta không chỉ muốn ngươi giết hắn. Ngươi và cô gái này đều phải gả cho nhà vua chúng ta. Như thế, mới có thể xoa dịu cơn giận của Fusion. Ngươi nói cái gì thế? ngươi thật hỗn xược dám vô lễ với hoàng đế chúng ta cô là cái thá gì chứ lý thừa tướng của các ngươi là người đứng đầu các quan văn cũng không phản đối cô có tư cách gì mà nói chuyện với ta ngươi nữ đế ngươi nên suy nghĩ kỹ nếu quân đội phiêu dần ta xuất trinh cả đại chu của ngươi sẽ phải diệt vong hơn nữa ngươi gả cho hoàng đế của chúng ta cũng là là một vinh dự thật to gan đừng có hấp tấp một khi làm tổn thương đại chính quan thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn các ngươi tốt nhất nên nghe lời khuyên của lý đại nhân Bạch Phượng, có dao không? Dao? Tôi chỉ có kiếm. Không được, kiếm quá nhanh, không thể để hắn chết quá dễ dàng. Ngươi. Cái này không tồi. Tên nhóc kia, ngươi định làm gì? Ngươi muốn Đại Chu rơi vào cảnh diệt vong sao? Ta cho ông biết tay. Tay của ta. Chân ta cũng gãy hết rồi. Không phải bảo bệ hạ của chúng ta gà qua sao? Đến đây, đến đây, nói lại lần nữa xem. Không, không dám nữa, không nói nữa à, chân tay ta đều gãy hết rồi. Ta không dám nữa, hôm nay ta sẽ đánh gãy hết xương chó nhà ngươi. Gãy đi. Gãy đi, đừng giết ta. Ta là đại chính quan của Fusion. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ngươi Khốn nạn, các ngươi dám đối xử với đại chính quan như vậy. Ngươi đã ra gây họa lớn, khi quân đội Fusion tiến công, đại trụ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi sẽ trở thành tội nhân ngàn thu, bệ hạ, vi thần đề xuất, ngay lập tức bắt giữ Lâm Phong, dùng đầu của Lâm Phong để tạ lỗi với quốc Fusion, như thế mới có thể hóa giải, hai ông già sợ chết. À không đúng, hai ông già dễ thương, các ông chỉ biết nhìn bệ hạ bị bắt nạt, không dám thốt lên một lời thế sao? ta tự biết sẽ bảo vệ bệ hạ, nhưng ta không như ngươi vô pháp vô thiên, không tính hậu quả, e rằng hải quân Fusion sẽ sớm tấn công, ngươi có gánh vác nổi không? Chẳng lẽ đợi, các ngươi những những con rùa này gánh vác à? Ngươi dùng gì để chống lại hải quân Fusion? Quốc gia gặp nạn, những người đàn ông nhiệt huyết sẽ đứng ra chiến đấu, không như các người, chỉ biết nói mồm trong cung, tham ô nịnh hót, chỉ biết phụ lợi bản thân. Những ông già sợ chết. Ngươi muốn tìm cái chết, không ai cản ngươi, nhưng đừng mang rắc rối cho cả đại chu và dân thường. Ai ra, bắt đầu rồi, thuyết giáo đạo đức, ai nói tôi muốn chết, chỉ là một đám fusion hỗn xược, tôi có thể dễ dàng diệt trừ. Bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không nhìn ra, thằng nhóc này chỉ là một đứa trẻ à, Trẫm Tin tưởng Lâm Phong Bệ hạ, người có bị ai cho uống thuốc mê không? Lâm Phong rõ ràng đang khoác lác. Hải quân fusion mạnh mẽ như vậy, không ai có thể đối đầu. Lại còn nói một tay có thể diệt trừ. Đúng là khoác lác không thể nào. Khi tôi nhận tất cả nhiệm vụ trên hoàng bảng ông cũng nói là tôi khoác lác như vậy kết quả thì sao tôi cũng tin tưởng hầu ra tôi đã chứng kiến hầu ra vượt qua mọi khó khăn liên tục tiến lên mỗi lần như vậy khi không ai tin tưởng hầu ra đều có thể xoay chuyển tình thế tạo nên kỳ tích cuộc chiến trước đây đều diễn ra trên đất liền lần này là trên biển có thể giống nhau sao ngươi không làm được đừng nghĩ người khác không làm được lâm phong chậm phái ngươi đến đông hải toàn quyền quản lý hải quân đại chu sẵn sàng đối đầu với fusion bệ hạ việc này không thể đùa giỡn một khi thất bại, hậu quả không thể khôn lường. Bệ hạ, tôi không cần hải quân, chỉ cần 10 người, hộ long vệ là đủ. Thật sao? Lại nói nhảm nữa. Tôi bao giờ lừa người chưa? Tốt nhất Fusion họ đừng đến. Nếu họ đến, tôi sẽ khiến họ mãi chìm dưới Đông Hải. Được. Ta ủng hộ ngươi hết mình, nếu muốn chiến đấu thì phải chiến thật tốt. Bạch Phượng, đưa hai kẻ phản loạn này xuống, xử lý cho ta. Ta muốn xem. Fusion quốc dám gì? nữ đế ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận đại trù của ngươi sẽ diệt vong đi 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 nếu còn kêu cắt lưỡi hắn đi vâng hầu ra bệ hạ hãy bắt lâm phong đưa đến fusion tạ tội là quyết định sáng suốt thần xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại xin bệ hạ suy nghĩ lại ý ta đã quyết bãi triều bệ hạ đừng hối hận bệ hạ thực ra thì bệ hạ không cần phải áp lực lớn như vậy lâm phong ngươi thật sự hồ đồ đối phó với fusion có thể cân nhắc kỹ càng lúc nãy kẻ fusion kia đã khiêu khích người nếu tôi không ra tay Tôi còn là đàn ông sao? Tôi nói với người này, vừa rồi tôi làm thế là đã nể mặt hắn rồi, nếu không tôi đã giết hắn từ lâu rồi. Ê thế nào? Vừa rồi có cảm thấy khoái không? Khoái thì có khoái. Nhưng một khi đã cắt đứt quan hệ với Fusion rồi, cuộc chiến này có lẽ không thể tránh khỏi, cuộc chiến này từ lâu đã là điều không thể tránh khỏi. Hải quân Fusion thường xuyên gây họa cho vùng biển của Đại Chu, họ không tìm chúng ta, chúng ta còn phải tìm họ nữa kìa. Lâm Phong, sao? Ngươi vừa rồi không phải nói khoác chứ? Có tin được không? Ê, nếu tôi nói tôi vừa rồi là, nổi giận vì vẻ đẹp người, người có tin không? Nếu ngươi thực sự có thể giải quyết, mối họa lớn fusion này, ta và ngươi sẽ kết hôn ngay lập tức. Không phải, ý tôi không phải thế, tôi không ép người đâu. Nhưng mà, nếu người thực sự thích tôi, thì đó là chuyện khác. chúng ta nên nói chuyện chính trước đi người đối phó hải quân fusion cần ta cung cấp hỗ trợ những thứ gì tiền càng nhiều càng tốt ngươi là muốn mở rộng binh lực hay là xây dựng thuyền lớn bây giờ xây dựng tàu chiến có lẽ là không kịp nữa không phải tôi định mua trực tiếp mua luôn một con tàu chiến vô song hiện tại tàu chiến mạnh nhất trên biển là tàu của quân fusion các quốc gia khác có thể cũng có nhưng họ chắc chắn không bán ai sẽ mua thứ vụn vặt của họ thứ đó cũng gọi là tàu chiến sao tàu chiến tôi muốn mua nếu nói trong thế giới hiện tại có lẽ thuộc về loại bảo vật tiên cấp ngươi có thể mua được bảo vật tiên cấp bằng tiền người cứ chờ xem đi được kho bạc hoàng gia không còn nhiều nhưng ta sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngươi ê nhớ nhé tôi không cần bạc ví dụ như một số đồ trang sức cổ vật tranh chữ thư pháp có bao nhiêu tôi cần bấy nhiêu những thứ đó không có gì đáng giá tôi mách người một bí mật nhỏ thực ra những vị tiên nhân kia thích những thứ có mùi vị thực tế như vậy họ cảm thấy nó rất có giá trị vậy không nên chậm trễ ngươi cầm lệnh bài của ta đi thu thập cổ vật tranh chữ trừ những bảo vật trấn quốc còn lại tùy ngươi chọn lựa đúng là nữ hoàng có bản lĩnh trước nguy cơ đại chu giữ lại những bảo vật này có ích gì cứ yên tâm đến lúc đó người sẽ nhận ra số tiền ngươi bỏ ra rất đáng giá sư tỷ lâm phong đã đánh bại kỵ binh thổ nhĩ kỳ vừa rồi bệ hạ đã phong cho hắn làm hầu chức quán quân chỉ là dựa vào sức mạnh của vương trần bắc thật là mặt dày mày dạn còn dám nhân cơ hội để xin công nhưng ta nghe nói trận chiến phía bắc hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của riêng lâm phong muội cũng tin sao ai cũng biết điều đó là không thể nào ta biết chuyện bên trong hoàng tỷ đã âm thầm gửi hộ long vệ cao thủ cùng đại quân của vương trần bắc mới đánh bại được kỵ binh thổ nhĩ kỳ chỉ là để lâm phong mượn ánh hào quang được rồi nhưng dù sao cũng chứng minh lâm phong thực sự được bệ hạ quý trọng thực không hiểu hoàng tỷ bị hắn dùng thứ gì đó mê hoặc có lẽ muội chưa biết vừa rồi đại sứ của fusion vừa đến kết quả lâm phong tại điện kim loan đã đánh người ta một trận bây giờ hoàng gia fusion phẫn nộ đại chu phải đối diện vói một mối họa lớn tất cả do lâm phong gây ra muội mới nhận được tin tức này đại sứ đó quá đáng bị lâm phong đánh là xứng đáng sư tỷ người không cảm thấy đúng sao lâm phong mới là người đàn ông dũng cảm ngu xuẩn dũng cảm mà thiếu suy nghĩ là hành động của kẻ ngốc với sức mạnh hiện tại của đại chu không thể chống lại hải quân fusion nếu chiến tranh xảy ra chắc chắn sẽ là thảm họa lâm phong luôn tạo ra kỳ tích và tự tin đối phó với hải quân fusion muội nghĩ lần này có thể không thất bại tự tin chỉ là mánh khóe của hắn thôi theo nguồn tin của ta hắn đã bắt đầu thu thập trang sức cổ vật trong cung có thể hắn muốn trốn chạy không được ta nhất định không để hắn thành công Lý công tử, lần này ngươi phải giúp ta, chỉ có dựa vào sức mạnh của cha ngươi mới có thể ngăn chặn Lâm Phong, yên tâm. Tôi sẽ không để hắn thoát. Lâm Phong, dừng lại cho tôi, chờ đã. Có chuyện gì? Ta không biết ngươi đã lừa bệ hạ như thế nào, nhưng ta không thể để ngươi chuộc lợi từ của cải hoàng gia. Lâm Phong, ngươi đã khiến Fusion tức giận. Không đi nhận tội, lại còn lừa lấy ngân khố. Ngươi thật sự không biết xấu hổ, ta nói cho ngươi biết, cún ngoan không cản đường, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Ngươi chỉ là dựa vào sức mạnh của cha ngươi, ngươi có công gì nhận Phong Hầu? Đúng vậy, ta đã báo cáo với cha ta. Ngày hôm nay ngươi không thể đi, mọi chuyện đều báo cáo với cha ngươi, ai mới là kẻ dựa vào cha cưng? Chỉ có ngươi mới coi những kẻ như vậy là bảo bối, dù ngươi có miệng lưỡi thế nào. Cũng không thể thay đổi, sự thật là ngươi đã xúc phạm Hoàng gia Fusion, đem thảm họa đến cho Đại Chu ngươi sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Ta cần gì phải chịu trách nhiệm, chỉ là một quốc gia nhỏ Fusion, không phục thì ta tiêu diệt hắn, không biết ngươi nói những lời lớn lao này, có ý nghĩa gì, ai không biết, hải quân Fusion mạnh nhất thế giới, không ai sánh kịp. Quân đội của cha ngươi dù có mạnh mẽ, cũng không thể chiến đấu trên biển, ta nói khi nào, ta sử dụng quân đội của cha, để đánh Fusion. Ta chỉ cần vài người hầu. Ngươi, là kẻ mắc bệnh ngôn từ, thật không ngượng mồm, ta thấy ngươi đêm nay thu thập nhiều bảo vật rời cung, có phải ngươi đang chuẩn bị trốn chạy không? không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy lâm phong ta không ngờ ngươi lại hèn hạ đến thế sợ chết đến nỗi gây ra họa lớn rồi lại muốn trốn chạy những kẻ nhỏ mọn cha ta đã trên đường đến đây ngày hôm nay ngươi không thể lấy một đồng ông ta là cái thá gì ngươi thật là khẩu khí lý thái sư quả là uy phong dù sao ta cũng là hầu chức do bệ hạ trao tặng các ngươi gặp ta không gọi một tiếng hầu ra có phải là không coi bệ hạ ra gì còn hầu ra ta được biết hải quân fusion đã sẵn sàng xuất phát một khi tấn công vùng biển của đại chu chính là thảm họa sắp xảy ra và ngươi sẽ trở thành tội nhân muôn đời có phải thảm họa hay không không phải ông quyết định bằng một câu nói thu thập nhiều trang sức như vậy rõ ràng là trong lòng đã có âm mưu bổn vương nhất định không cho ngươi mang bảo vật trốn thoát những thứ này là để chiến đấu với hải quân fusion và đã được bệ hạ phê chuẩn ta còn có lệnh bài của bệ hạ nữa ta muốn xem ai dám cản dù thế nào ta cần phải điều tra rõ ràng nguồn tiền này xin ngươi hợp tác người đâu chặn họ lại lâm phong ta khuyên ngươi hãy hợp tác đi những người này đều là cao thủ hàng đầu cao thủ hàng đầu, các ngươi quên ai là số một thiên hạ rồi sao? Nào, ai không phục cứ lên đây, chắc chắn ngươi đã dùng vũ khí bí mật, đê tiện. Nhát gan như thỏ, ngươi chỉ biết nói mồm mà thôi. Ngươi đừng có làn bừa, ta là thái sư của triều đình, các ngươi tốt nhất đừng manh động, vũ khí bí mật của ta không chừa một ai đâu, người nào còn dám động, xảy ra thương vong ta không chịu trách nhiệm. Lâm Phong, sợ tội bỏ chạy, ngươi không thể thoát được ai nói ta muốn trốn ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí để chiến đấu ngươi toàn nói nhảm ngươi lấy đâu ra vũ khí bí mật muốn xem không muốn xem thì theo ta được ta sẽ ngay lập tức báo cáo với bệ hạ để bệ hạ cùng chứng kiến đi lâm phong đây là chiến hạm ngươi dùng tiền đóng sao không sai đây mới là thực sự bá chủ trên biển lâm phong đây là chiến hạm ngươi dùng tiền đóng sao không sai đây mới là thực sự bá chủ trên biển toàn những lời khoác lác bệ hạ ngài bị hắn lừa rồi thứ này chắc chắn là đồ chơi ngươi nói cái gì bệ hạ lão thần xin nhép giải thích vật này rõ ràng là làm từ sắt thép ai cũng biết rồi sắt thép chỉ có thể chìm xuống nước chỉ có thuyền gỗ mới có thể lênh đênh trên biển nên lời con trai thần nói không hề sai lâm phong Ngươi có ý đồ gì? Vật này một khi xuống nước, chắc chắn sẽ chìm, chẳng lẽ? Ngươi đã thông đồng với giặc chống lại bệ hạ, tên tiểu nhân này. Đừng thể hiện sự ngu dốt của mình nữa. Ngươi đang cố chấp vô lý. Ta cũng sẽ lên tàu. Ngươi nghĩ ta muốn chết sao? Bệ hạ, ngài không thể tin hắn ta. Không sao. Đây là bên bờ biển. Nếu có nguy hiểm hoàn toàn có thể thoát thân. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ bệ hạ, sẽ cùng bệ hạ sống chết thứ này thật sự kỳ diệu. Bệ hạ, điều này không chứng minh gì cả. Có lẽ Lâm Phong sử dụng phép thuật. Thứ này nhiều lắm cũng chỉ nổi trên mặt nước, khó có thể di chuyển. Nói gì đến tấn công? Đúng vậy, bệ hạ. Theo tin tức mới nhất từ thám báo, Hải quân Fusion đã xuất phát. Sẽ sớm đến vùng biển phía đông của chúng ta, Đại Chu sẽ gặp nguy hiểm. Hầu ra chiến hạm đã sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, tốt hai người các ngươi thực sự thông minh học hỏi rất nhanh thiếu ra nó quá phức tạp chúng tôi chỉ hiểu một chút thôi không sao biết cách bắn pháo là được đảm bảo khi quân địch đến làm cho họ phải thất vọng ngay từ lần đầu quả nhiên là một kẻ ăn chơi chắc táng xuất phát từ sự xa xỉ kinh phí khổng lồ chỉ để tạo ra một thứ đồng nát lâm phong hải quân fusion đã khởi hành sắp đến đây rồi ngươi vẫn còn ở đây hưởng lạc lâm phong ngươi muốn chết sao đừng kéo chúng ta theo bệ hạ thần nghĩ tốt nhất là bắt giữ lâm phong ngay lập tức khi hải quân fusion đến đưa hắn ra để tạ tội lâm phong chiến hạm của ngươi có thể chống lại hải quân fusion không ta nghe nói fusion đã điều động ba trăm ngàn hải quân chỉ sợ họ không dám đến thôi chỉ cần họ đến tôi đảm bảo làm họ tan xương nát thịt lâm phong ngươi đừng nói khoác nữa khi hải quân fusion đến ngươi chắc chắn sẽ sợ hãi tới mức tè ra quần Họ đã đến rồi. Tại sao ta không hề muốn đi tiểu chút nào? Nói nhảm gì đấy? Đâu có thấy bóng dáng quân địch đâu? Lâm Phong, ngươi nói thật chứ? Bệ hạ, chỉ cần nhìn một cái là biết. Đúng là Hải quân Fusion. Họ còn điều động cả tàu chiến của vua. Hoàng tỷ, sao chúng ta không thấy gì cả? Dùng vật này sẽ thấy. Thực sự là hải quân Fusion. Hoàng tỷ, thứ này là gì? Tại sao lại nhìn thấy cảnh xa như vậy? Đây là bảo vật của hoàng gia chúng ta sao? Cái này là của ta. Gọi là kính viễn vọng. Nó có đôi mắt nhìn xa. Có thể nhìn thấy cảnh tượng cách xa một ngàn dặm. Ta thấy rõ ràng là hắn dùng tiền quốc khố, mua với giá cao. Thứ này phải thuộc về triều đình. Vậy sao? Này, chỉ cần phủ các ngươi, trả 10.000 lượng vàng, ta sẽ bán cho các ngươi. Thật sao? Nhất ngôn cửu đình, dạ nhi. Không thể để hắn đưa giá cao như vậy. Phụ vương, nhi thần thấy bệ hạ rất thích thứ này. Và sở hữu vật này. Trên chiến trường chắc chắn có thể dự đoán trước kẻ địch. 10.000 lượng vàng. Chắc chắn là không cao. Vẫn là dạ nhi thông minh. Con nói ta nhớ ra, chuyện này có bệ hạ làm chứng nếu không làm đó là tội lừa dối bệ hạ yên tâm tôi sẽ không lừa ông đâu à nhưng nhớ đấy nhé ta không cần ngân phiếu chỉ cần vàng thôi không thành vấn đề mười nghìn lượng vàng chuyển sang hiện đại có giá trị hàng chục tỷ hai kẻ danh ma này lại dùng để mua kính viễn vọng bệ hạ hải quân fusion cách chúng ta không đến tám trăm dặm chỉ mất vài giờ là đến chúng ta hãy chuẩn bị trước bệ hạ xin rút lui ngay lập tức nếu giữ vững đất liền có thể chống trả nếu chiến đấu trên biển chúng ta không có cơ hội nào nhà ngươi mù sao chẳng lẽ đứng nhìn hải quân fusion chiếm lĩnh vùng biển đông sao yên tâm họ không thể tiếp cận được đâu nói xuông thì ai làm được bệ hạ dù kính viễn vọng này có thể dự đoán trước được nhưng cuối cùng vẫn cần đến sức mạnh chiến đấu hiện tại trên tàu này không có quân lính nào chúng ta lấy gì để chống cự nếu điều động quân lính ở các khu vực lân cận e rằng cũng không thể chống đỡ nổi hoàng tỷ lời thừa tướng nói rất đúng Long thể đáng giá ngàn vàng, không thể mạo hiểm được, chúng ta nên rút lui trước. Tôi đã nói họ không thể tới được là không thể tới được. Lâm Phong à, con tàu thép to lớn của ngươi không dám tiến sâu ra biển cả. Ta nghĩ, nó chắc chắn không thể di chuyển trên biển, vậy mà còn muốn đối đầu với tàu chiến vua của Fusion. Quả thực là mơ tưởng. Lâm Phong, miệng ngươi luôn nói rằng tàu chiến Fusion không dám tiếp cận, nhưng nó rõ ràng nó đang tiến tới gần. Ngươi không thấy sao? Chuyện này là tự mình vả mặt sao? Đó là vì còn quá xa, ta sợ các ngươi không nhìn thấy, ta phải để các ngươi biết, thứ gì mới là chiến hạm bất khả chiến bại. Nhìn kìa, tàu chiến Fusion đã tới. Lâm Phong, bất khả chiến bại của ngươi ở đâu? Đừng chỉ nói suông. Lâm Phong, ngươi định khi nào mới hành động? Đừng nôn nóng. Bệ Hạ, đánh bọn họ, ta chỉ cần một hơi thở là đủ. Ta thấy ngươi có ý đồ xấu. Bệ Hạ, may mắn là lão thần đã chuẩn bị sẵn người đâu mời thừa tướng lên đây ông ta đã bị giam trong đại lao tại sao lại xuất hiện ở đây thái sư ngươi có ý tạo phản sao bệ hạ một khi hải quân fusion tới đây sẽ là lá bài cuối cùng của chúng ta ngài thừa tướng an toàn chúng ta hoàn toàn có thể hòa giải với fusion thái sư dám không tuân theo lệnh của ta thả tù nhân ra ý đồ của ngươi là gì bệ hạ tình hình cấp bách, thần cũng không còn cách nào khác, mọi việc đều vì đại chu, bệ hạ. Bây giờ không phải lúc trách móc phụ vương thần. Tàu chiến Fusion sắp đến. Hãy giải quyết khó khăn trước mắt, đúng vậy, hoàng tỷ, nếu hải quân Fusion tấn công, sẽ là thảm họa cho đại chu. Giờ mới biết sợ hả? Nếu muốn hòa giải, thì phải giết hắn ta. Và nữ đế, phải lấy làm vợ cho vua của chúng ta, những người phụ nữ ở đây, cũng phải làm nô lệ cho chúng ta, còn không thì đừng bàn. thằng khốn. Ông già đáng ghét, sẹo mới lành đã quên đau rồi sao? Còn dám quay lại đây làm loạn, Lâm Phong, ngươi đang làm gì thế? Đây là cơ hội cuối cùng của Đại Chu Hòa giải với Fusion, ngươi muốn làm Đại Chu diệt vong sao? Vậy là Cô chấp nhận đi Fusion, làm nô lệ và giúp việc cho họ phải không? Chỉ là đàm phán thôi, không phải là thật. Đừng vu cáo công chúa, Hải quân Fusion sắp đến rồi. Lão thần đề nghị, ngay lập tức xử tử Lâm Phong. Kẻ phản loạn này, để làm dịu cơn thịnh nộ của Fusion. Bệ hạ, xin hãy quyết định ngay. Sự suy vong của Đại Chu đều phụ thuộc vào người. Hầu ra, xin hãy bắn pháo ngay. Bệ hạ không thể chờ đợi thêm. Fusion chúng ta mới là kẻ bất khả chiến bại. Lâm Phong, ngươi điên rồi. người tên khốn này, có biết ngươi đã làm chuyện gì chưa? Ngươi lấy gì để đối phó với hải quân Fusion? Được. Vậy ta sẽ cho các ngươi biết. Ta dựa vào cái gì? 开炮！